Trứng. Thế thì đồ mới béo. Với một cái lợn. Hello, xin chào mấy chị. Đầu tuần vui vẻ nha mấy chị yêu nha. Rồi, ai đang thấy livestream vô trong đây để cho em một chấm nha mấy chị yêu ơi. Em xin chào chị Nguyễn Thùy. Rồi hello mấy chị ơi, vào trong livestream này nha, lên cho mấy chị những cái siêu phẩm trong ngày hôm nay nha. Rồi em xin chào tất cả các chị đang xem. Mấy chị ơi, share livestream này mạnh tay lên giúp em nha, tăng thêm mắt livestream đi. Đầu tuần rồi, chúc mọi người có một tuần thật là vui vẻ, suôn sẻ nha mấy chị ha. Rồi xin chào mấy chị. Hello, xin chào. Rồi, ai đang thấy cái livestream này rõ thì mấy chị để lại cho bên em một chấm nha mấy chị nha. Bây giờ mấy chị vô đầu tiên là mấy chị chia sẻ giúp em đi. Có cái nút chia sẻ giúp em ha. Chia sẻ lên trang hội nhóm, chia sẻ lên cá nhân cũng được nha. Thì ngày hôm nay hàng em lên rất là đẹp luôn. Và chỉ cho những chị nào mà có hiển thị là người chia sẻ thôi nha. Đó, nên vì vậy mấy chị cứ chia sẻ đi. Một nút chia sẻ, hai nút chia sẻ cũng được thôi. Rồi, sau đó mình để lại cho bên em một dấu chấm nha mấy chị ha. Em xin chào tất cả các chị đang xem nè, em xin chào mọi người. Đó, giờ này là mấy chị thấy thông báo tin lên cái là mấy chị vô trong đây mình săn ngay về cho mình những cái hàng đẹp đến từ nhà Ngọc Trang đúng không mấy chị ha. Rồi em xin chào chị Hiền Phạm, xin chào chị Minh Nguyễn, xin chào chị Thu Hà. Mấy chị ơi, mấy chị cứ để lại cái dấu chấm khi mình nghe rõ ràng, thấy ánh sáng đủ hết rồi đúng không mấy chị ha. Đó, dạ này của, dạ đúng rồi, cửa hàng em ở thành phố Hồ Chí Minh nha chị Kiều Diễm Nguyễn ơi. Đó, chuẩn bị em lên siêu phẩm cho mấy chị cứ việc chia sẻ mạnh tay lên hội nhóm trang cá nhân nè. Em xin chào chị Thanh Mai nè, em xin chào mọi người nè. Bên em ở thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Bình nha chị yêu nha. Rồi, em xin chào tất cả các chị đang xem livestream, được chưa? Mấy chị nhớ cứ chia sẻ đi nha. Em thấy tăng mắt like lên ổn định rồi em sẽ lên cho mấy chị siêu phẩm, những cái sản phẩm cực kỳ đẹp và đương nhiên là lúc nào mở hàng thì cái giá nó cũng khá là thấp luôn á mấy chị, nên mấy chị nhanh chóng mình chia sẻ nha. Em xin chào chị Bích Liễn nè. Rồi mấy chị ơi, mỗi chị một một chia sẻ cho em nha. Hello, xin chào mấy chị nha. Rồi xin chào. Đâu rồi mấy chị khách quen của bên nhà Ngọc Trang, đâu hết rồi mấy chị ơi, mình vô trong đây mình để lại cho bên em một chấm nha. Tăng tương tác lên giúp em đi nè. Hello, xin chào chị Mai Mai Hạt nè. Hello, xin chào ạ. Xin chào mọi người. Dạ đúng rồi, cũng gần á chị Kiều Diễm Nguyễn ơi. Xin chào mọi người ơi. Mọi người thấy livestream chưa ạ? Đó, em đợi một xíu nữa cho mọi người thấy livestream, mọi người vô đông đông nha, rồi em lên cho mấy chị những cái siêu phẩm nha. Mở hàng thì tất nhiên là mấy chị phải vô trong đây mình share livestream trước tiên đi. Rồi mình vô trong đây mình để lại cho bên em một dấu chấm là được nha. Em xin chào chị Thanh Mai nè. Đó. Hello mấy chị, đầu tuần vui vẻ nha. Em xin chào chị Phượng Vũ nè. Rồi em xin chào mấy chị đã vào trong livestream của nhà bên em nè. Hello, xin chào mọi người, chia sẻ livestream này mạnh tay lên mấy chị ơi, chia sẻ mạnh tay luôn. Đó, em xin chào chị Nguyễn Kim nè. Xin chào chị Thúy Hồng nè. Hello mấy chị, ăn cơm chưa? Đó, giờ này ăn cơm chưa mấy chị ơi, ăn cơm hết rồi đúng không? Chuẩn bị lên siêu phẩm cho mấy chị nha. Rồi chia sẻ mạnh cái livestream này lên giúp em nha mấy chị ha. Em chuẩn bị em lên đầu tiên cho mấy chị. Mấy chị nhớ là mình, dạ rồi, hiện em Trang. Hôm nay em like nè. Đó, chị Trang dựng ở đây với mấy chị cứ yên tâm, mấy chị cứ vô ủng hộ đều chị Trang nha. Đó. Rồi em lên cho mấy chị một cái sản phẩm đầu tiên cho chị nào có chia sẻ livestream được chưa? Đó, bán nửa giá cho mấy chị thôi. Rồi, lên cho mấy chị nha. Hello, em xin chào tất cả mấy chị đang xem, em trên lên cho mấy chị 3D nha mấy chị ơi. Đó. Rồi, lên cho mấy chị 3D nha mấy chị ha. Đây, bông 3D nè, thấy không ạ? Rồi, cái 3D đầu tiên này cho chị nào có chia sẻ livestream, nhìn rất là đẹp, 3D theo chị Tim Tuyến nha. Cho chị nào có chia sẻ livestream em bán nửa giá thôi.
là 280.000 đồng 2 mét vải nha mấy chị nha. Ai comment giúp em mã này nha, mở hàng đầu livestream cho suôn sẻ luôn nè mấy chị ơi. Đỏ 280.000 đồng 2 mét vải cho mấy chị. Được chưa? Đỏ 3D đính đá luôn cho em nè. Đó. Hồi nãy em đưa kỹ cho mấy chị xem viên đá nè, theo chị Kim Tuyến nè. Mở hàng cho em cái con này đỏ 3D đính đá nha mấy chị ha. Em để lại cho mấy chị nửa giá so với cửa hàng là 280.000 đồng 2 mét vải luôn nha mấy chị ha. Đó, nhanh chóng lên giúp em con này, quá đẹp quá sang luôn nha mấy chị yêu nha. Rất là đẹp luôn, may áo dài, may đầm, may váy gì cũng được nha. Chỉ bao nhiêu ạ? 280.000 đồng. Rồi, mấy chị nhanh chóng mình chia sẻ lên. Quá đẹp, đẹp chưa mấy chị ơi? Đỏ 3D đính đá giúp em nè. Đó, từng bông 3D nhẹ đính đá lên giúp em theo chị Tiên Tuyến luôn. Ở đâu ra mà có giá 280.000 đồng? Chỉ mở đầu livestream cho những chị nào nhanh chóng chốt giúp em nha. Đỏ 280.000 đồng. Rồi, xin chào chị Thúy Nguyễn nè, xin chào mấy chị. Chốt đơn giúp em đỏ đi mấy chị ơi. Cái đỏ này quá xuất sắc luôn nha. Những cái livestream trước là không có cái mức giá này đâu. Cái này em mở hàng cho chị nào nhanh chóng comment giúp em đỏ 280 cho 2 mét vải. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn nè mấy chị ơi. Rồi, em xin chào tất cả các chị đang xem nha. Mấy chị ơi, comment giúp em mã đỏ, được chưa? Comment giúp em mã đỏ, đỏ 3D 280 rồi. Cảm ơn chị Trinh Nguyễn nè. Đỏ 3D 280 cho chị Trinh Nguyễn nè. Đẹp lắm chị Trinh Nguyễn ơi, đẹp lắm mọi người ơi. Rồi, ai chốt mở hàng cho con này nữa không ạ? Đúng duy nhất vài con mở hàng thôi nha mấy chị ha. Còn không là em xuống luôn. 280.000 đồng đỏ 3D đính đá chị Tiên Tuyến cho em luôn. Rồi, em xin chào tất cả mấy chị đang xem. Share livestream này giúp em đỏ cho chị Bích Liễn nè. Đẹp lắm mấy chị ơi. Đó, đỏ Bích Liễn nè. Rồi, đẹp chưa mấy chị ơi? Mở hàng cho em đi ạ, chia sẻ livestream lên cho em. Đẹp cực kỳ, mấy chị nào mà lã là cứng, fan cứng nè. Em thấy có mấy chị fan cứng của nhà chị Trang nè. Đó, là biết cái này bên em không bao giờ sale 280 mà 2 mét vải cho mấy chị đâu, không bao giờ. Mà mở hàng thì để cho mấy chị 280 thôi. Rồi, em qua cho mấy chị luôn nha. Ai chốt đỏ 3D thì cứ việc lên giúp em. Em lên cho mấy chị thêm một cái con khác nha. Đẹp lắm mấy chị ơi, chia sẻ livestream này đi. Ngày hôm nay toàn hàng đẹp không? Được chưa? Toàn hàng đẹp thôi. Rồi, cái này nha mấy chị ha. Rồi, ok nha mấy chị ơi. Đây, đây là màu đen nha mấy chị ha. Đen, đó, đen bông nè. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Đen này em hình như chỉnh xéo. Chỉnh xéo. Rồi, cái này lên cho mấy chị màu đỏ, màu đen luôn nha mấy chị ơi. Đen này cũng để cho chị nào có chia sẻ livestream để cho mấy chị 280.000 đồng. Rồi, ai lấy đen bông đỏ này chốt giúp em đen nha mấy chị ha. Đen 280.000 đồng, quá đẹp luôn nè mấy chị yêu ơi. Trời ơi, lên form kìa. Bông rải đều luôn giúp em nè. Rồi, chốt nhanh giúp em đen 280.000 đồng, 2 mét vải luôn à mấy chị yêu ha. Đẹp chưa? 280.000 đồng, quá đẹp, 2 mét vải. Rồi, nhanh chóng chốt đen này giúp em đi, con siêu phẩm này cho em luôn nè. Đính bông nè, kết đá chỉ nổi Tiên Tuyến. Không, ở đây chỉ có mở hàng livestream vài con thôi nha mấy chị ơi. Mấy chị lấy mỗi người một con giúp em nha. Mỗi người một cái giúp em nha. Em chỉ để cho vài chị thôi. Mỗi chị một cái nha. Giờ mình lấy hơn bên em cũng không có để được nhiều đâu nha. Rồi, bắt đầu chốt lên giúp em cái con này. Màu đen nha mấy chị ha. Đẹp chưa? Đen này đẹp cực kỳ. Ai là khách mới mấy chị cứ vô trong đây lên đơn thử một con giúp em đi. Ở đâu ra mà bông 3D ra ngoài cho mấy chị mua 280.000 đồng 2 mét vải. Không có, chỉ có nhà em thôi nha mấy chị ơi. Đó, chị nhận được áo cườm Úc sáng nay đẹp lắm. Dạ rồi, em cảm ơn chị Mai Hạt màu vàng đi hả. Rồi, đợi em một xíu nha mấy chị yêu ơi. Có đẹp không, có đẹp không? Có đẹp không chị yêu? Trời ơi, cườm đấy thì chỉ có xuất sắc luôn chứ không phải đẹp nữa đâu nha. Xuất sắc luôn, em thì nói với các chị riêng hàng bên em đã nói cái nào đẹp em bảo đẹp nha. Nên là mọi người yêu quý em cũng như là yêu quý các em của em thì like thay cho em, thì mọi người ủng hộ chia sẻ like dùm em nha. Nha các chị yêu nha, thì tôi chia sẻ like bên em. Các chị ơi, các chị nghĩ đơn giản chỉ là chia sẻ nhưng không đâu. Những người có chia sẻ được yêu ái, thứ nhất về giá cả, cái thứ hai nhiều lúc có một hai cái. Những ai chia sẻ em Trang sẽ ưu tiên cho các chị nha. Chứ còn những ai không chia sẻ là có một hai ba cái mà giá rẻ là em Trang sẽ cho những người chia sẻ đấy. Nên mọi người có yêu quý em thì hãy thương em. Thì thôi, chia sẻ cho em xin một ly một like chia sẻ nha, cho nó vui nha các chị nha. Rồi các chị ơi, hàng 3D này chưa bao giờ em Trang like với giá 280. Nhưng mà bây giờ chỉ còn vài áo nữa thôi.
Các chị nhìn đấy nè. Còn vài áo em bán nốt để em không có cái đây này, đính đá pha lê các chị này, chỉ kim tuyến. Nếu chị nào có cái mắt tinh tường thì cái này các chị đi ra ngoài mua cái áo này trị giá phải từ 900 mà xỉ là phải 800 vì bông nó nhiều như này mà. Bông quá nhiều luôn ấy nha. Đó. Rồi nha mấy chị ơi, ai lên cho em cái màu đen này thì nhanh chóng chốt đen 3D 280.000 đồng thôi mấy chị ơi, xuất sắc lắm, quá đẹp luôn nè, em lên form cho mấy chị nha. Rồi mấy chị cứ lát nữa em sẽ lên liên tục cho mấy chị nha, siêu phẩm ngày hôm nay. Nhưng mà vấn đề đầu tiên là mấy chị cố gắng share cái livestream, tăng cái mắt like lên giúp em, được chưa mấy chị ha. Đó, rồi nhanh chóng mình chốt đơn nha mấy chị nha. Màu... rồi em qua luôn cho mấy chị nha. Em qua cho mấy chị nha, mấy chị yêu ơi. Dạ rồi. Dạ rồi, ok nha mấy chị ơi. Ngày hôm nay em có nhiều lắm, nhiều hàng đẹp lắm cho mấy chị chia sẻ giúp em đi. 40 chị xem, một người một chia sẻ cho em. Rồi em lên cho mấy chị mã này nha, màu đen bông vàng nha mấy chị ha. Đây em để kỹ cho mấy chị coi cái bông nè. Đó, để kỹ cho mấy chị xem cái bông đẹp chưa, quá đẹp luôn. Rồi ai chốt đen bông vàng này thì chốt đính cho em là đính đá chỉ tim tuyến, bông 3D nổi luôn, rất đẹp luôn. Cái này là siêu phẩm của bên em, chưa bao giờ em lên luôn. Để cho mấy chị giá mở hàng 280.000 đồng em chuẩn bị chốt nha. Cái con này bên em là trời ơi, khách tới gian hàng bên em á, là mua trực tiếp tại đây á, là tầm 500.000 đồng, không có giá 280 mở đầu livestream đâu. Rồi chốt giúp em nha, đen và đen vàng nha mấy chị ơi, đen bông vàng, được chưa, đẹp quá, xuất sắc quá mấy chị ơi. Em chuẩn bị bắt đầu chốt đơn cái màu đen bông vàng này cho mấy chị nha, đẹp lắm nha. Rồi mấy chị cứ ở lại livestream, em lên từ từ cho mấy chị, được chưa. 41 chị đang xem, mỗi chị một nút share giúp em. Màu đen 2 mét vải 280.000 đồng trong livestream này, được chưa? Đen bông vàng. Rồi em chuẩn bị em chốt đơn cho mấy chị nha mấy chị ơi. Rồi em xin chào tất cả. Đẹp lắm, ok. Dạ rồi em cảm ơn Phạm Tùng ạ. Em xin cảm ơn chị nè, em cảm ơn mấy chị rất là nhiều nha. Rồi ai chốt đen bông vàng nè, em bắt đầu em chốt đen bông vàng cho vài chị trước nha. Chỉ có vài chị thôi nha mấy chị ơi. Rồi em chốt cho chị Hà Nguyễn, em chốt cho chị Thu Mai nè. Rồi em cảm ơn mấy chị nha. Mấy chị cứ việc chốt đơn đi, để lại cái thông tin thì bên em sẽ lên đơn cho mấy chị nha. Chị nhận được hàng rồi, rất là đẹp. Đúng rồi, em cảm ơn mấy chị rất là nhiều luôn nha. Rồi còn ai mình chốt cái đen bông vàng này nữa không mấy chị ơi? Em có vài cái em không có tặng nhiều đâu, tặng đầu livestream cho chị yêu nào có cái nút chia sẻ tương tác cho bên em nha. Hàng này mới về mà khui bao cái đợt thôi, để cho mấy chị mà, đúng không? Đó, 280.000 đồng 2 mét vải, mấy chị vô tư may giúp em áo dài nè, may giúp em đầm nè, may thoải mái vô tư giúp em luôn nha mấy chị yêu ơi. Quá đẹp, quá sang luôn. Rồi còn ai mình chốt đen hoa vàng nữa không ạ? Đó, có ai chốt đen hoa vàng nữa không mấy chị ơi? Không thì em qua luôn cho mấy chị yêu nha. Rồi em xin chào 46 chị đang xem, 50 chị đang xem, mấy chị chia sẻ livestream mạnh tay lên. Màu nào bên nhà của chị Trang cũng có hết, mấy chị yên tâm nha. Nhưng mà sao em sẽ lên những cái siêu phẩm từ từ cho mấy chị, được chưa? Em sẽ lên những cái siêu phẩm từ từ cho mấy chị để mấy chị coi nè. Đó, mấy chị chốt đơn giúp em. Rồi em xin chào tất cả mấy chị nha. Rồi em lên cho mấy chị một cái màu xanh ngọc này, mát mắt lắm nha. Đó, xanh ngọc nha mấy chị ơi. Rồi em cảm ơn chị Hoa Không Tên đã chia sẻ. Ai lấy xanh ngọc nhanh chóng chốt đơn. Trời ơi đẹp chưa. Xanh ngọc này em vẫn để cho mấy chị có chia sẻ thôi nha. 2 mét vải giá 280.000 đồng. Nhanh chóng chốt xanh ngọc này giúp em đi. Riêng cái màu xanh ngọc này bên em về là hết hàng nha. Còn ít lắm mấy chị ơi, còn rất là ít thôi nha. Đó, còn rất là ít thôi. Ren bên em là ren rất là chất lượng, được chưa? Đó, 3D, bông 3D nổi, đính ngọc cho em nè. Rồi chỉ tim tuyến. Ai lấy xanh ngọc, chốt xanh ngọc giúp em nha mấy chị yêu ơi. Xanh ngọc 280.000 đồng, đẹp lắm. Đó, đẹp lắm nha mấy chị ơi, quá đẹp. Rồi chị yêu nào lên xanh ngọc, chốt giúp em xanh ngọc nha. Có chia sẻ bên em mới để cái xanh ngọc này. Em xin lỗi mấy chị nào không chia sẻ, em không có để được cái này đâu nha. Bên em like rất là nhiều máy nên mấy chị ơi, mấy chị chốt cứ lên đơn giúp em đọc tên là có hàng. Đó, xanh ngọc cho chị Trần Huệ nè, quá đẹp. Xanh ngọc cho chị Bích Mai nè, xanh ngọc cho chị Trúc Huỳnh nè. Trời ơi, cái xanh ngọc này nó đẹp lắm nha. Dạ rồi, em chốt đơn cho mấy chị nha. Xanh ngọc nha mấy chị nha. Rồi, chị Trần Huệ có xanh ngọc nha. Xanh ngọc cho chị Trinh Nguyễn nè. Rồi, xanh ngọc hai cái nè, hai cái con.
Rồi ok, xanh ngọc em hết rồi. Rồi qua cho mấy chị màu khác. Trời ơi, cái xanh ngọc này mấy chị nhìn vô là thích đúng không? Em đã nói là nó rất là hiếm. Rồi lên cho mấy chị nha. Xanh ngọc có hoa khác không em hả? Xanh ngọc em hết rồi. Để xíu nữa em coi có cái khác em lên cho chị yêu nha. Rồi rồi lên cho mấy chị một cái màu đẹp quá, đô bông tím nè. Rồi chia sẻ cho bên em đi nè, đô bông tím nè nha mấy chị ơi. Đô bông tím được chưa? Đó, đô bông tím. Nhìn cái bông, đây em đưa cái bông cho mấy chị coi kỹ nè. Đấy, đẹp chưa? Bông cho em nè, chỉ tim tuyến đính ngọc nè, đẹp cực kỳ. Rồi đô tím này em cũng để cho mấy chị, đô bông tím để cho mấy chị 282m7 nhanh tay nha. Bông tím đô này em còn mấy cái rồi mấy chị ơi, nhanh chóng chốt đơn đô giúp em. Ai chốt không kịp xanh ngọc thì chốt đô giúp em nha. Rồi đô nè mấy chị ơi, tiếp tục lên đô luôn, đẹp quá, xuất sắc quá. Riêng cái đô bông tím này nha mấy chị ha, đó nhà em cũng chỉ còn có mấy cái thôi, ngang ngửa với xanh ngọc luôn, đẹp chưa? Đô mà lên cái bông nè, sang chưa? 2m vải 280.000 đồng luôn. Những chị nào khách mới lên đơn giúp em luôn, mấy chị nào mà khách mới khách quen gì cũng mỗi chị lên đơn giúp em nha. Ở đây tại cửa hàng mấy chị lên là giá 500.000 đồng, không có giá nhiều đâu đó đâu, không có giá 282m đâu mấy chị ơi. Quá đẹp, quá sang luôn. Trời ơi, cái màu nó xuất sắc dữ vậy trời. Đẹp lắm nha mấy chị yêu nha. Rồi, bắt đầu em chốt cho mấy chị cái đỏ đô này nè. Rồi, ai lấy đô cứ comment giúp em đô. Đô bông tím này nhìn đẹp cực kỳ luôn, được chưa? Chị, mấy chị ơi, cái này em báo giá cho mấy chị là 2m vải, may vừa đủ áo dài, đầm, áo lẻ hay là gì cũng được nha. Nên mấy chị yên tâm chứ bên em không có báo giá 1m đâu mấy chị nha. Đó, đẹp chưa? Mỗi chị một nút chia sẻ cho em. Hàng này bên chị Trang mới khui bao còn thơm lắm nha mấy chị ơi. Đó, còn mùi bao rất là mới luôn. Rồi, hello, xin chào mấy chị. Mấy chị ơi, em đang lên cho mấy chị những cái màu này là những cái màu, trời ơi, bên nhà em là bán cực kỳ chạy, còn có vài cái. Tại vì bây giờ đó là cái tương tác nó đang tuột, nên mấy chị cố gắng mình share live stream càng nhiều càng tốt để em lên đơn cho mấy chị nha. Rồi, em chào tất cả các chị đang xem ngày hôm nay, được chưa? Quá đẹp luôn, hàng xuất sắc lắm nha mấy chị ha. Đó, hello, xin chào. Rồi, 50 chị đang xem, nhớ share cái live stream này ra giúp em nha, ủng hộ bên nhà xưởng may bên tụi em nha mấy chị ơi. Đó, ủng hộ chị Trang đi ha. Ngày hôm nay em like đây, em lên cho mấy chị một cái màu, trời ơi, phải nói là cái màu này đẹp nha. Màu này đẹp là em chắc chắn với mấy chị luôn nha. Đó, đẹp chưa? Đen bông xanh giúp em nè, đen xanh nè. Đó, đây, đẹp chưa? Nhìn cái bông giúp em nè mấy chị ơi, quá đẹp luôn. Ai là thích màu đen, hello, xin chào chị Phượng Hoàng. Rồi, lên đơn giúp em cái này nha, đen xanh nha mấy chị ơi. Đó, đen xanh này 280.000 đồng, 2m vải luôn nha. Cũng còn rất là ít luôn nha mấy chị ơi. Cái màu đen xanh này mà mấy chị không chốt là mấy chị tiếc. Ngày mai bên em bán giá lên chứ không có giá 280 mở đầu live stream cho mấy chị đâu nha. Mở đầu live stream mỗi ngày bên em sẽ chọn ra một mẫu, nhưng mà cái mẫu này là cái mẫu cực kỳ xuất sắc luôn. Rồi, ai chốt đen xanh thì lên đơn giúp em nha mấy chị ơi. Đen xanh nè, đẹp chưa? 2m vải, 280.000 đồng. Bông đi cho em nè, nhìn bông nè. Đó, quá đẹp, quá sang luôn nha mấy chị yêu nha. Đó, đe bông nè, bông xanh nè, đính cho em là ngọc, đính hạt nè. Đó, thấy chưa? Rồi, đi chỉ tim tuyến luôn, phối đều luôn cho em. Chốt giúp em cái màu này nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt giúp em đen xanh nha mấy chị yêu nha. Rồi, 45 chị đang chia sẻ, đang xem live stream ơi. Chia sẻ mạnh tay cái live stream này lên giúp em, được chưa? Rồi, em bắt đầu em chốt cho vài chị thôi nha. Rồi em chốt cho chị Hòa My nè, em chốt cho chị Thanh Nguyễn nè. Rồi mấy chị ơi, nhanh chóng chốt đơn, còn ai chốt nữa không ạ? Em còn vài cái màu đen xanh thôi nha mấy chị yêu nha. Quá đẹp luôn, trời ơi, hàng của bên em nè, cam kết cho mấy chị là cái chất ren nè. Đó, cực kỳ mềm luôn. Mấy chị về may giúp em thoải mái áo dài đầm nè, hay là may thoải mái luôn giúp em nha, áo lẻ hay là gì cũng được. Chất liệu bên em là rất là ok luôn nha mấy chị yêu nha. Rồi, hello, em xin chào mấy chị. Mấy chị đang xem livestream để lại cho em một chấm đi nha. Tương tác ngày hôm nay nó hơi bị kém luôn á, nên mấy chị cứ việc chia sẻ livestream mạnh tay đi. Chị Trang cứ thấy là lên cái mắt like là tụi em sẽ đưa cho mấy chị là những cái sản phẩm tốt, những cái sản phẩm đẹp hơn nữa, và giá hàng toàn là ưu đãi luôn nha mấy chị yêu nha. Rồi, em xin chào chị Minh Ngô Thị Thu nè, em xin chào chị Suka, xin chào mấy chị nha. Ai là khách mới bên nhà đâu rồi? Đúng rồi, em xin chào chị Tím NC nè. Hello, xin chào chị Bích Thùy nè. Xin chào mọi người nha. Rồi, hàng phút 300. Rồi, xin chào mấy chị nha. Em lên cho mấy chị một cái mở hàng đầu like 280 luôn. Rồi, em có vài cái mở hàng đầu like nha mấy chị ha. Đây, hàng này nha mấy chị ơi, đẹp chưa?
Em còn mấy cái mở hàng đầu like, ai xem like đầu tiên là mấy chị sẽ thích lắm. Đó, nhìn giúp em nè, chỉ mai đính hạt nè. Cái này nha, mở hàng cho mấy chị thôi là 280.000 đồng thôi. Ai lấy cô chốt giúp em màu đỏ để em qua luôn nha. Hàng này là hàng mở hàng bên nhà em nha mấy chị ơi. Cái này có một cái. Rồi ok. Rồi ai lấy đỏ chốt đỏ giúp em nha mấy chị ơi. Hàng này là hàng cao cấp nè. Mềm nhũn nha mấy chị ơi, chất ren cực kỳ mềm luôn, đứng lên ngồi xuống thoải mái nha. Màu đỏ giúp em nha. Ai chốt đỏ lấy đỏ để đỏ giúp em. Riêng cái màu đỏ này là có ai mà xem livestream quen nhà em là biết rồi, không có cái mức giá đó đâu, đúng không? Không có cái mức giá 280.000 đồng nên bên em để 300-350.000 thôi. Nhưng mà cái livestream ngày hôm nay để cho mấy chị giá bao nhiêu? 280.000 đồng 2 mét vải. Chốt giúp em đỏ 280 luôn nè mấy chị yêu nha. Đó, đỏ 280 luôn nè. Hello, xin chào mấy chị nha. Ai thích đỏ chốt đỏ này về mai đầm cô dâu nè. Đó, chị Hạnh Trần sáng nay chị nhận vải rồi, đẹp lắm rồi. Em cảm ơn chị nha. Còn mấy chị nào nhanh chóng mình chốt đỏ đi à. Đó, nhà của chị Trang là không bao giờ làm mấy chị thất vọng đâu. Vải này là ren cực kỳ mềm luôn nha mấy chị ơi. Ren vải này cực kỳ mềm luôn, được chưa? Và riêng cái màu đỏ này là bên em bán cực kỳ chạy, chỉ còn vài cái mở hàng cho mấy chị thôi nha. Ai lấy đỏ comment giúp em màu đỏ, quá đẹp luôn nè. Họa tiết đính hai bên nè, họa tiết đính đều luôn và ở dưới chân phủ đầy họa tiết giúp em. Và giá bên em báo là 280.000 đồng 2 mét vải, suy ra 1 mét có 140. Bên em bán đủ 2 mét vải cho mấy chị về may áo dài nè. Đó, may áo dài được nè, may đầm được nè. Đó, may áo được thôi. Rồi mấy chị ơi, lên đơn giúp em màu đỏ. Sau đó em qua cho mấy chị một cái màu khác nha. Ôi ôi, hàng hôm nay đẹp lắm mà mấy chị đẹp nhà bên em đâu hết rồi. Mấy chị đẹp đâu hết rồi, nhanh chóng mình vào trong livestream này nha mấy chị yêu nha. Rồi mấy chị ơi, lên chóng, nhanh chóng lên giúp em nha. Hello, xin chào mấy chị nha. Có màu vàng không hả chị Mai Phạt? Chờ màu vàng. Rồi em lên cho mấy chị cái kim sa mới về đi, rồi em lên màu vàng cho chị Mai Hạt nha. Đây, lên cho mấy chị cái kim sa mới về, được chưa? Đó, đẹp chưa mấy chị ơi, rất là đẹp luôn nha. Nhìn cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi. Đó, đây, thấy chưa? Kim sa mới về bên em khui hàng luôn nè, mới vừa khui trong bao lên luôn, được chưa? Khách tới đây là lấy nè, khách tới đây là lấy liên tục luôn nha mấy chị ơi. Cái này là em để cho mấy chị giá bao nhiêu ạ? 800, để cho mấy chị nửa giá thôi, 400. Ai lấy comment giúp em cam nha mấy chị ơi. Cam 400, được chưa? Rồi, chiều lòng khách quá trời luôn, mấy chị chỉ việc chia sẻ thôi mà. Cái này 800 còn 400, 2 mét vải cho mấy chị luôn. Ai lấy cam 400 comment giúp em cam 400 nha mấy chị yêu ơi. Rồi, ai lấy cam 400 comment giúp em màu cam nước 400. Quá đẹp. Trời ơi, cái màu cam này xuất sắc không ạ? Đính giúp em nè, đó, hạt cườm nè. Đính cường giúp em luôn nè, 400.000 đồng thôi, duy nhất trên livestream này thôi mấy chị ơi. Chỉ duy nhất trên livestream này em sale nửa giá cho mấy chị thôi nha. Còn nếu không là mấy chị tới cửa hàng không có giá 400.000 đồng 2 mét vải đâu. Quá đẹp, hàng này bên em mới khui về luôn nha mấy chị ơi. Hàng này bên em mới khui về luôn. Có van trắng không sớm? Dạ rồi, mình đợi một xíu nha chị Thúy Hằng ơi. Rồi, màu cam chốt giúp em màu cam đính kim sa đi mấy chị ơi. Hàng này mới về nha, đính đầy hết luôn cho em nè. Đó, hoa đính nè, khi mấy chị để vô thì sẽ không bị rớt cườm. Đó chính là hàng bên em nha. Rồi, xin chào mấy chị nha. Bây giờ em sẽ lên cho màu vàng cho mấy chị xem nha. Còn ai mình chốt màu cam này nữa không ạ? Màu cam này mới về của bên em nè. Đó, cam và lót cho chị Loan Trần nè. Cam và lót cho chị Loan Trần nè. Cam cho chị Hoài Thi nè. Rồi, ok. Mấy chị ơi, cam này rất là đẹp luôn. Chị Lan Trần ơi, cho em xin số điện thoại nha chị Lan Trần ơi. Đó, màu cam này là bên em mới về nha. 800 mà bên em để còn có 400 là mấy chị phải biết rồi. Ưu đãi cho mấy chị xem livestream, bỏ thời gian ra xem livestream bên em là phải có rồi, đúng không? Rồi, chị Lan Trần, cho em xin số điện thoại để em để cái cam và lót cho mấy chị nha. Quá đẹp luôn nè. Đó, ren nè. Đẹp lắm, hàng này hàng siêu phẩm bên em mà mấy chị không chốt, hàng này mới về luôn. Có màu đỏ không hả? Dạ. Dạ có, đợi em một xíu nha chị yêu nha. Rồi, chị Lan Trần cho em xin số điện thoại nè. Ai chốt giúp em cái màu cam này nữa không ạ? 800 em để 400 luôn cho mấy chị tăng tương tác, tại bây giờ tương tác nó quá yếu rồi nha. Mấy chị mà tới đây mua là 800 chứ em xin phép không có để giá 400 2 mét đâu, chỉ có nhà em thôi. Rồi, chị Lan Trần cho em xin số điện thoại nha, em qua cho mấy chị nha. Đây, em lên màu đỏ cho Liên Thắng áo dài nè nha.
em lên cái màu đỏ. Dạ em nhắc lại một lần nữa là mẫu này mẫu mới nha, em về nha. Nha mấy chị ơi, chứ không có là hàng 400 đâu. Mới về mà để cho mấy chị 400 là mở hàng đấy. Đây nha mấy chị ơi, nhìn nè. Đẹp không ạ? Cườm đẹp không ạ? Chị Lan Trần cho số điện thoại. Chị Lan Trần ghi là khách cũ. Dạ rồi. Rồi ok chị Lan Trần, đâu rồi? Chị Liên Thắng áo dài ơi, hồi nãy mình muốn màu đỏ, em lên màu đỏ cho mình. Ai chốt màu đỏ em cũng để 800, để cho mấy chị còn 400 thôi nha. Quá đẹp luôn nè. Đó, rồi chốt giúp em đỏ luôn nè. Đẹp quá mấy chị ơi. Trời ơi, nhìn màu đỏ nè. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn nè. Đó, Liên Thắng áo dài lấy màu đỏ thì ok, đỏ giúp em nha. Em để cho mấy chị nửa giá 800 còn 400 thôi. Để cho mấy chị nửa giá 800 còn 400 thôi nha mấy chị yêu ơi. Đẹp chưa? Cái hàng này là bên em mới về, là bên em nói mới về nha mấy chị ơi, chưa có lên mẫu luôn cho mấy chị đó nha. Và ưu tiên cho khách nào có chia sẻ trong livestream này, để cho mấy chị đỏ 400.000 đồng. Đẹp chưa? Họa tiết giúp em nè. Đó, đính cườm nè, bao chắc chắn luôn. Hàng bên nhà em là mấy chị ơi, khỏi sợ cườm nó đứt hay là sợ không sợ cườm gì hết, được chưa? Đó, rồi xem kỹ lại đỏ giúp em đi. Ai chốt thì chốt giúp em cái đỏ này. Đẹp lắm nha mấy chị. 35 chị đang xem ơi, cho em xin một nút chia sẻ đi để em lên hàng cho mấy chị. Đúng không? Đó, phải có chia sẻ thì em mới lên hàng, mới để lại cho mấy chị cái giá này được. Chứ bên em thật sự 800 mà để có 400 à. Đó, 800 mà để có 400 cho mấy chị à. Cẩm Nhung sáng chị nhận hàng rồi, đẹp quá luôn. Dạ rồi, em cảm ơn chị nha, hàng bên em nha. Mình có xanh rêu không em? Dạ có nha chị ơi, chị đợi một xíu nha, em lên tầng lượt cho mấy chị yêu nha. Rồi, ai chốt đỏ này nữa không à? Đỏ này duy nhất còn vài cái thôi nha. Dạ rồi, đỏ nha mấy chị ơi. Chốt giúp em cái đỏ 400 nha. Trời, Liên Thắng áo dài kêu 350. Dạ không, ở cái này là em đã bớt nửa giá cho mình rồi. 800 còn 400 rồi, 2 mét vải hàng này mới về mà. Bây giờ anh mình tới cái cửa hàng bên em cũng không có giá đó đâu nha. Nha, duy nhất trên livestream 400, ok 400 thì em chốt 400. Chứ bên em không có để đỏ và lót để chị tặng họ. Rồi ok chị Lan Trần nè. Rồi đỏ em còn ít lắm nha mấy chị ơi, chốt đơn đỏ giúp em đi. Đỏ cho chị Hà Mai, đỏ cho chị Thu Sang, đỏ cho chị Nguyệt Thi. Rồi em thấy đỏ rất là nhiều nha. Rồi, rồi nha mấy chị ha. Rồi rồi nha mấy chị ha, nhanh chóng mình chốt đơn giúp em nha. Rồi ok nha mấy chị ha. Rồi nhanh chóng chốt đỏ giúp em nha. Rồi cho em hỏi là Liên Thắng áo dài có lấy đỏ không à, để em qua cái mẫu khác cho mấy chị nha. Ok nha mấy chị ha. Rồi em lên cho mấy chị một cái màu khác luôn nha. Đây em có cái màu đen xanh này nha mấy chị ha. Đen rêu. Đây hồi nãy ai mình muốn coi xanh rêu nè. Cái đen rêu này đẹp lắm nha mấy chị, sang cực kỳ luôn. Rồi đen rêu em để cho mấy chị 800 còn 400 luôn nha. Đó, đen rêu em để cho mấy chị 800 còn 400 luôn. Rồi quá đẹp luôn nè. Quá đẹp luôn. Em nói thật với mấy chị nha, em không giá này em không bớt được đâu. Và em cũng để cho vài chị thôi chứ không có để được nhiều. Nên vì vậy thì cái giá này là 400 thì mấy chị chốt đúng giá 400 giúp em. Được chưa? Đen rêu luôn nè. Trời ơi, đẹp chưa? Đen rêu nè. Đó, cái nền màu đen nổi bật lên trên cái hoa màu rêu lên giúp em nè. Đính thêm cho em là hạt kim sa nè. Thấy chưa? Đính thêm cho em là kim sa nè. Quá đẹp luôn nè. Rồi chốt giúp em đen rêu đi mấy chị ơi. Cái màu đen rêu này trời ơi. Chị Emira Châu ơi, hồi nãy chị muốn xem màu rêu đó. Đó, cái màu đen rêu này đẹp lắm nha chị yêu nha. Màu đen rêu này đẹp xuất sắc luôn nha mấy chị yêu ơi. Rồi em bắt đầu em chuẩn bị em chốt đơn nha mấy chị ơi. 40 chị xem, mỗi chị cho em xin một nếp chia sẻ đi. Bên em lên cho mấy chị những cái siêu phẩm không à. Mới vừa khui bao lên là lên luôn cho mấy chị nha. 400 kim sa, quá đẹp. Xuất sắc chưa? Đó, đỏ kim sa không lót cam đất nữa nha. Vậy là mình lấy một cái đỏ kim sa không lót và cam đất đúng không ạ? Liên Thắng áo dài để giá 400 nha, chứ em không để được giá. Rồi ok nè. Rồi Liên Thắng áo dài nè. Rồi ai lấy giúp em cái đen xanh rêu này nữa không ạ? Đen rêu này rất là đẹp luôn. Trời ơi, xuất sắc chưa mấy chị ơi? Cái đen rêu này mấy chị phải chốt nhanh, chốt gấp giúp em, chứ để mà chờ mấy chị mà coi lại livestream mấy chị chốt em cũng không chốt nha. Coi livestream mà chốt là chốt, không chốt cho mấy chị đâu nha. Đó, rồi ok Liên Thắng áo dài nha. Màu rêu không, à màu rêu không có không em hả?
Dạ màu rêu không ạ? Dạ đợi em một xíu nha chị yêu nha. Rồi ai lên cầu Trinh Nguyễn, chị Trinh Nguyễn hỏi. Chị Trinh Nguyễn trên đâu. Rồi em lên rêu không cho nè. Trinh Nguyễn hỏi có chim không? Chim hết rồi. Đang chưa mấy em nữa vào con lấy cho. Dạ rồi vài. Rồi nha mấy chị ơi. Mốt em vào kho em lấy ra gì coi thêm nha chị Trinh Nguyễn ơi, để mốt nha. Rồi bây giờ em lên cho mấy chị cái rêu không nè. Đâu rồi, chị nào nãy thích rêu đâu rồi, em lên rêu nè. Đây, rêu kim sa luôn cho em nè. Em chia sẻ màu rêu giùm chị. Đây, màu rêu nè, hợp ý chị chưa chị ơi? Mát mắt không à? Đó, nhìn nè. Rồi, em lên rêu cho mấy chị luôn. Riêng cái màu rêu này bên em bán giá là cũng là 800, nhưng mà mấy chị có chia sẻ em để cho mấy chị 400 thôi. Chị em đi ra Châu lấy thì em chốt cho mấy chị nha. Đó, ai lấy thì ok rêu, rêu đẹp nhé. Đó, trời ơi, màu rêu này mà đẹp chưa chị ơi, đẹp lắm. Em cam đoan với chị cầm vô cái rêu này là chị thích liền nha. Tại vì rêu này bên em mới về khui bao à. Đó, đúng rồi, lên cửa hàng giá khác like rẻ hơn đó. Đúng rồi chị Cẩm Nhung ơi, ai lên vải mềm, vải này là vải mềm nha mấy chị ơi, ren mềm. Ren mềm nha chị, mai thoải mái vô tư giúp em áo dài, đầm áo kiểu gì cũng được luôn. Đẹp không? Rồi ok chị em đi ra Châu rêu nè. Rêu 400 cho chị nào, chốt đơn tiếp tục cho em luôn đi. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn chị yêu ơi. Cái này mà chị cầm vô là sướng lắm nha, đẹp lắm. Rồi ok chị em đi ra Châu lấy rêu nè. Màu này, dạ đúng rồi, đẹp lắm chị Cẩm Nhung, lấy cái này về mặt luôn đi chị Cẩm Nhung ơi. 800 em để cho mấy chị 400 á nha. Khách tới nhà em lấy là em để 800, được chưa? Rồi nha. Hello, xin chào mấy chị nha. À, ai lấy chốt giúp em thêm cái màu rêu này nữa đi mấy chị ơi, xuất sắc lắm, rêu xuất sắc lắm. Ok, em chốt cho chị Huỳnh Mai nè, chị Mai Thi nè. Trời ơi, ai mà yêu cầu cái này nha mấy chị ơi. Đó, ai mà yêu cầu cái này là lên chị Emily ra Châu hồi nãy là yêu cầu cái này nên em mới lên cái này cho chị đó nha, đúng không? Đó, quá đẹp luôn nha, quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Rồi, chốt giúp em luôn nha mấy chị ơi, ra đơn liên tục cái màu rêu này đi. Cái màu rêu này sáng da lắm nha, rêu này cực kỳ sáng da. Chị mua đủ màu rồi. Dạ rồi, chị vô đây cho chị một cái màu rêu rồi. Ok, chị Nguyễn Thu Thủy nè. Rồi, ok nha tình yêu nha. Ok nha chị Huỳnh Mai nè, ok nha chị Bích Thi nè. Ok nha mấy chị ơi, đẹp lắm. Còn ai chốt rêu nữa không, em qua rêu cho mấy chị nè nha. Cái rêu này mà mấy chị không lên là thì có mấy chị tiếc mà mấy xe vậy. Em nói một lần nữa nha. Thứ nhất xem like lại bên em xin phép không để giá 400, để giá 800. Ai tới cửa hàng mà lấy mà không đặt trên like thì em cũng để giá 800 thôi nha mấy chị nha. Nha, mua ở trên like mấy chị lợi lắm. Bởi vì em cũng thích coi livestream để mua hàng lắm. Like trên livestream thì giá tương tác mà mấy chị. Rồi chị Nguyễn Thu Thủy có rêu rồi nha. Đây, em lên cho mấy chị, trời ơi xuất sắc chưa? Màu đen nha. Đó, đen đỏ. Đen đỏ nha mấy chị yêu nha. Trời ơi đẹp chưa? Đó, màu đen đỏ nha. Nói chung cái nào có đen là bên em đều cháy hàng liên tục nha. Nhưng mà cái hôm nay dẫn lên cho mấy chị, lỡ lên rồi lên luôn đủ màu đúng không mấy chị ha. Rồi mấy chị thương bên nhà bên em chia sẻ cho bên em một nút đi ạ. Rồi đen đỏ giúp em để cho mấy chị cũng giá là trời ơi lên cái là sang liền luôn nha mấy chị. Thấy chưa? Lên mẫu một cái là sang liền luôn. Rồi ai chốt đen đỏ chốt giúp em. Đen đỏ 400, 800 em để cho mấy chị 400 thôi. Được chưa? Tại lỡ rồi mình lên hết bảng màu rồi mình lên luôn. Chị nào chia sẻ 400 là 2 mét vải nha mấy chị yêu ơi. Rồi mấy chị khách mới, mấy chị vô mình nghe 400 cái mình đi ra cũng không được đâu nha. 400 mà là 2 mét vải. Mà cái này là mấy chị cầm một cái là tới cửa hàng là 800, mà mấy chị ra chỗ khác mua là 1 triệu mấy, 2 triệu, chứ không có giá 400 2 mét vải đâu. Được chưa? Mai một cái lên cực kỳ xuất sắc. Rồi em bắt đầu chốt cho mấy chị màu đen đỏ nha. Màu đen đỏ đính kim sa hàng mới về bên em. Đen đỏ đính kim sa hàng mới về cho bên em luôn nè mấy chị yêu nha. Rồi ai chốt đen đỏ này chốt giúp em nè. Đẹp chưa? Quá đẹp, quá xuất sắc luôn nha. Em chuẩn bị em chốt cái rem bên đây mặc đi tiệc sang chảnh. Chị Cẩm Nhung là fan cứng luôn nè, kiểu như là mua rồi nhưng mà vẫn vô trong đây ủng hộ nè, vẫn coi livestream nè, đúng không mấy chị ha? Đó, mua bên đây là ghiền rồi. Em bắt đầu em chốt đơn cho mấy chị nha. Hello, xin chào mấy chị nha. Ai lấy màu đen đỏ này nữa không à mấy chị ơi? Xuất sắc quá. Rồi bắt đầu chốt đơn cho mấy chị nha. Đen đỏ cho chị Thô Trang Thu, đen đỏ cho chị Mai Phương, đen đỏ cho chị Huỳnh Mai, đen đỏ cho chị Trúc Ly nè. Rồi em chốt đơn cho mấy chị nha. Đen đỏ đẹp lắm mấy chị ơi. Còn ai mình chốt đen đỏ may áo dài cắt rớt kim sa có bị ra? Dạ không nha mấy chị ơi.
Em bao mấy chị ơi, cái này là cắt không rớt kim sa. Kim sa bên em bao mấy chị mình cào cấu hay là gì? Dạ, đứt kim sa bên em tặng không cho chị luôn, không lấy tiền luôn, được chưa? Rồi, chị Cam Nguyễn ok lấy giúp em cái này luôn đi nha. Em bao với mấy chị luôn á. Đó, rồi đen đỏ quá đẹp luôn. Trời ơi, lên một cái là đen đỏ sắp hết rồi nha mấy chị ơi. Nhanh chóng mình chốt đi nha. Chốt đơn giúp em đi, 800 mà để cho mấy chị 400 em bao cho mấy chị nha. Rớt kim sa bên em tặng luôn, không lấy đồng luôn nha. Bên em lấy uy tín ra bán mà, bởi vì bên em mới có nhiều khách quen. Đa số khách bên em mua là mấy chị quen không à. Rồi, qua luôn cho mấy chị một màu khác nha. Trời ơi, đen đỏ xuất sắc. Rồi, em có lên cho mấy chị một cái duy nhất, một cái duy nhất nha. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. Đây, tím nha mấy chị ơi. Tím kim sa, đẹp chưa? Một cái thôi nha. Một cái mà em để cho mấy chị giá 400 luôn đó. Đó, rồi, lên cho mấy chị màu tím nha. Ai lấy tím kim sa chốt giúp em. Dạ, cái này chị may áo dài, dạ hội, đầm gì chị may, chị mặc cũng đẹp nha chị Trang Thu ơi. Nha, bên em bán 2 mét giải, giá ba bên em báo là giá 2 mét giải chứ không có báo 1 mét đâu mấy chị yên tâm. Giá 2 mét giải của bên em là bằng bé 1 mét người ta mua ở ngoài đó. Rồi, cái này còn một cái ai chốt giúp em luôn không ạ? À? Một cái duy nhất trên livestream này màu tím. Còn đúng một cái xe 400 luôn đó. 800 xe 400. Cái màu tím này là bên em vừa cắt ra là khách tới nhà lấy hết rồi, còn đúng một cái em sale cho chị nào nhanh chóng chốt giúp em nha. Màu tím nha mấy chị ơi, tím 400. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn nè mấy chị ơi. Rồi, nãy giờ có mấy chị nào mình lấy luôn cái này giúp em 2 mét vải mai nè. Trời ơi. Tím đẹp không mấy chị ơi? Tím đẹp cực kỳ luôn, kim sa mới về hàng, khách qua lấy hết trơn, còn đúng một cái. Cái màu này mà mấy chị không chốt là tối về mấy chị lướt livestream lại mấy chị mua cũng không được đâu, đúng không? Đó, hàng bên nhà em là bao xuất sắc luôn nha mấy chị nha. Rồi, ai lấy tím chốt tím giúp em. Ai lấy tím chốt tím giúp em nha mấy chị yêu nha. Có xanh ngọc không em, để chị đợi em một xíu nha. Rồi, em còn một cái tím này ai chốt giúp em luôn không mấy chị ơi, đẹp lắm nha. Tím này là hàng màu mới về luôn á mấy chị, chứ không phải là tại vì mới về. Rồi, mấy chị ơi, mua đi. Rồi, nhanh chóng mình chốt đơn nha mấy chị ơi. Ren kim sa chất đẹp, không sức đâu mấy chị yêu ơi, mua đi. Rồi, em cảm ơn chị Cẩm Nhung rất là nhiều nha. Rồi, em qua luôn nha. Cẩm Nhung ơi, mấy giờ qua lấy hàng đấy? À, lấy rồi à? Cẩn thận có người ta tưởng là mình ấy. À, chị Cẩm Nhung là người nhà em, bố mẹ là khách hàng mà người ta yêu quý ấy. Có màu hồng dâu không chị Mai Phương? Có hồng dâu. Dạ có hồng dâu nha chị Mai Phương. Cái ơi hồng dâu nằm đâu ấy. Rồi em lên cho mấy chị màu này trước nha. Đây đen cam nha mấy chị ơi. Lên cho mấy chị màu đen. Đen cam nha, quá đẹp. Đó, đen cam nhìn đẹp chưa mấy chị ơi? Trời ơi, xuất sắc chưa? Để cho mấy chị luôn. Nửa giá 800 còn 400. Comment giúp em màu đen cam nha. Lấy rồi đẹp lắm. Dạ rồi chị Cẩm Nhung nha. Rồi ai chốt đen cam chốt giúp em cái màu đen cam này đi mấy chị ha. Đẹp chưa? Mấy cái màu này phối lên hả là xuất sắc, đúng không? Phối lên áo dài nè, đầm tiệc nè, đầm dạ hội, đứng lên ngồi xuống bao với mấy chị luôn, không rớt một hạt kim sa nào hết nha. Bên em là kim sa bao chắc luôn chứ không phải là như những cái hàng ở ngoài đâu, đụng vô cái là rớt đợp đợp, được chưa? Rồi chốt giúp em màu đen, đen cam. Cam là màu đẹp nhất á. Đen cam là cái màu nó sang quá trời. Đẹp sang bên em lắm nha mấy chị ha. Đó, đen cam cực kỳ đẹp với sang bên em luôn. Rồi, em chuẩn bị em chốt cái màu đen cam này cho mấy chị nha, mấy chị yêu nha. Ai lên đen cam chốt đơn, còn lại mấy chị ơi, hỗ trợ giúp em một nút share livestream. Hỗ trợ giúp em một nút share livestream tăng tương tác lên. Màu mới về mà 800 mà sale cho mấy chị còn 402 mét vải là chỉ có nhà bên em dám chịu chơi với mấy chị thôi nha. Đây, Mai Phương ơi, cái này còn 2 áo cho Mai Phương nè. Còn 2 áo tới hết rồi. Rồi, hồng dâu này còn có 2 áo rồi chị Mai Phương. Nha. Rồi em xin chào mấy chị đang xem nha mấy chị yêu nha. Rồi em lên cho mấy chị màu hồng dâu nè. Đây chị Mai Phương ơi, hồng dâu nè, đẹp chưa? Rồi chị Mai Phương lấy ok giúp em nha, đẹp chưa? 400 luôn, ai lấy hồng dâu chốt hồng dâu giúp em. Còn có 2 bao áo à, chị Mai Phương lấy thì chị Mai Phương chốt giúp em nha. Trời ơi cái màu hồng dâu này, được chưa? Đó, bên em cái màu này là bên em là vừa ra là khách thốt hết rồi, còn có vài áo thôi. Chị Mai Phương yêu cầu thì bên em lên luôn cho chị yêu nha, vẫn để cho chị yêu giá sale là 400, còn lại mấy chị khác thì cứ việc lên đơn nếu mà thích cái màu hồng dâu này. Nhưng mà em bảo đảm là cái màu này nó ngọt ơi là ngọt luôn á mấy chị ơi, ngọt cực kỳ luôn, đẹp chưa, nhẹ nhàng đẹp chưa. Rồi ok giúp em hồng dâu luôn nè mấy chị yêu ơi, ok giúp em màu hồng dâu này đi
800 để mấy chị 420 mét vải, mấy chị về mai bảo đảm giúp em luôn. Áo dài, đầm, dự tiệc, dạ hội gì cũng được nha. Màu hồng dâu này nó ngọt gì đâu luôn á mấy chị ơi. Ngọt cực kỳ luôn nha. Rồi chị Mai Phương lấy 2 mét nè. Ok chị Mai Phương nè. Dạ rồi, mẫu này mặc sang lắm, mua rồi cũng muốn mua nữa rồi. Ok chị Mai Phương nè. Rồi mấy chị ơi. Dạ rồi, em cảm ơn chị Kiều Bích. Màu hồng dâu em còn 2 cái thôi nha mấy chị ơi. Rồi màu hồng dâu em còn 2 cái thôi nha. Em chốt đơn cho chị Bích Nguyễn nè. Em chốt đơn cho chị Bích Nguyễn rồi nha. Rồi ok nha mấy chị ơi, mấy chị lên đơn giúp em nha. Màu này là màu hồng dâu, còn một cái nữa thôi cho chị nào nhanh chóng một chốt đơn. Mấy chị chỉ cần đọc những cái bình luận mà khen bên em là mấy chị biết rồi, hàng nó đẹp tới cỡ nào, đúng không mấy chị ha? Đó, chỉ cần đọc bình luận của mấy chị khách bên em thôi. Bên em không cần phải múa chim cò gì vô comment hết, mà mấy chị này đã mua bên em rồi là quay lại mua nữa, đúng không mấy chị ha? Quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Rồi ai lấy hồng dâu em ơi, cả lót nha. Em ơi cả lót nha, Hương Thanh. Hương Thanh hồi nãy chị lấy cái gì ta? Hương Thanh ơi, chị lấy hồng dâu đúng không? Chị ok giúp em nha chị Hương Thanh ơi, còn cái em để cho chị luôn. Chị Hương Thanh ơi, chị lấy hồng dâu hay sao chị? Em ơi cả lót nha. Vậy chị Hương Thanh, chị ok hồng dâu cộng lót thì chị lấy cho em nha. Lót là 80k, còn cái hồng dâu đó là 400 nha mấy chị nha. Bên em nếu mà ai lấy lót á thì là tính thêm 80.000 thôi, được chưa? Rồi, em cảm ơn chị. Hồng dâu đó em còn có mấy ca, còn có 1 cái à. Chị nào lấy trước thì em để trước nha mấy chị yêu nha. Chị nào lấy trước em để trước. Hồng dâu 400 kèm với lót thì là 80k giúp em, được chưa? 400 là 2 mét vải, được chưa mấy chị yêu nha. Rồi, xin chào mấy chị nha. Đẹp lắm, hàng ngày hôm nay đẹp lắm. Ai lấy hồng dâu nữa chốt nhanh giúp em, được chưa mấy chị yêu nha. Rồi, em qua cho mấy chị nha. Đây, trời ơi, hồi nãy ai chốt không kịp màu đỏ thì bây giờ vô chốt màu đô giúp em. Đó, ai chốt không kịp màu đỏ có xanh ngọc không em hả? Chị Mai Phương hỏi có xanh ngọc không? Xanh ngọc có mẫu khác là được không chị? Đây, em có màu đô nha mấy chị ơi. Đó, đây, màu đô nha. Hồi nãy giờ ai mà không chốt được màu đỏ đâu à, vô chốt cho em màu đô này. Đô này, riêng cái màu đô này nha mấy chị ơi, quá đẹp nè. Sao bữa chị mua bên em một cái 500 vậy em? Dạ cái này là em đang đang sale đó nha chị ơi. Đó, tại vì ngày hôm nay là bên em đang mở hàng đó, đang sale cho mấy chị nha, tùy đợt. Thầy chị thông cảm giúp em nha, nên đợt nào rẻ thì mấy chị tranh thủ mua đi, để bên em mà lên giá là mấy chị mua rất là tiếc luôn. Rồi đỏ đô cho chị áo dài Hằng Vi nè. Trời ơi đỏ đô em lên em chưa, 400.000 đồng nha mấy chị ơi. Đỏ đô cho chị áo dài Hằng Vi, đỏ đô cho chị Bích Thi nè, đỏ đô cho chị Tuyết Nguyễn. Đỏ đô đẹp lắm mấy chị ơi, đỏ đô đẹp lắm mấy chị ơi, đỏ đô luôn giúp em nè. 400.000 đồng, màu đỏ đô là màu tuyệt vời, đẹp chưa? Đó, ai mà có mắt nhìn là lên màu đỏ đô giúp em nè nha mấy chị ơi. Màu đỏ đô, ủa đỏ tươi hồi nãy em lên rồi mà chị Nga Nguyễn mới vô hả? Rồi đợi em xíu nha chị Nga Nguyễn ơi. Rồi rồi nha chị yêu ơi, chị Hương Thanh ơi, chị lấy thì chị cho em xin số điện thoại nha chị Hương Thanh ơi. Chị Hương Thanh hồi nãy chị có lấy cái đó thì chị cho em xin số điện thoại nha chị yêu nha. À, xanh ngọc đi em, xanh đức mẹ đi em. Dạ rồi, ai lên đỏ đô nữa không mấy chị ơi? Đỏ đô em còn vài cái, được chưa? Đẹp lắm, trời ơi. Đỏ đô này mấy chị cứ việc chốt giúp em đi. Còn lại là trời ơi, ship hàng tới nhà đó mấy chị cầm vô là ưng lắm nha mấy chị yêu nha. Rồi, ai chốt đỏ đô nữa không ạ? Đỏ đô à. Rồi xuống nha, xanh ngọc nè. Xanh ngọc này à. Đây. Đây xanh ngọc này. Đây có cái xanh ngọc này bán tặng cho các chị cái này này. Đây em tặng cho mấy chị cái xanh ngọc, nãy giờ mấy chị yêu cầu xanh ngọc nhiều quá nè. Cái này 800 sale 450, bây giờ ai lấy đầu like tính 380. Rồi. Sale 380. Rồi cái xanh ngọc này nha mấy chị ơi, mấy chị nghe nha mấy chị ơi, xanh ngọc này cho mấy chị nè. Còn 450. Nhưng mà chị nào mà tính 380. Chị nào mà đây, cho coi cái bông xanh ngọc giúp em đẹp chưa? Bông xanh ngọc nè, nhìn ghiền không mấy chị ơi. Rồi. 450 nhưng mà chị nào có chia sẻ em để cho mấy chị 380 thôi, được chưa? Chịu chơi chứ mấy chị ơi, đẹp chưa? Rồi ai lấy xanh ngọc chốt xanh ngọc cho em đi. Chị Trang Thu mà lấy xanh ngọc thì chốt xanh ngọc đi. Đó, chị Trang Thu nãy giờ yêu cái màu xanh ngọc này là em tính để cho mấy chị là 450, nhưng mà ngày hôm nay cho ai có chia sẻ để cho mấy chị 380 2 mét thôi. Đẹp chưa? Đẹp chưa mấy chị ơi? Đó, 3D nè, đính cho em là ngọc luôn nè. Đó, chỉ theo kim tuyến nè mấy chị. Rồi bắt đầu chốt xanh ngọc giúp em đi mấy chị ơi, đẹp quá chị Cẩm Nhung ơi.
đẹp chưa? 380.000 đồng cho chị nào có chia sẻ nha. Cái này em tính để 450 đó, mà bây giờ là 380 cho chị nào có chia sẻ. Bắt đầu chốt xanh ngọc giúp em đi mấy chị ơi. Đẹp chưa? Trời ơi, quá đẹp đâu rồi. Chị Trang Thu đâu rồi? Vô nhìn cái này sơ qua giúp em đi. Nhìn ghiền không mấy chị ơi? Ai là thích cái màu xanh ngọc là ghiền liền nha. Rồi em chuẩn bị chốt cái xanh ngọc này nha. Hàng này là bên em mới về, quá đẹp luôn nha. Đẹp cực kỳ luôn. Ai chốt xanh ngọc lên xanh ngọc giúp em đi mấy chị yêu ơi. Đẹp chưa? Em đẹp. Quá trời đẹp, quá trời xuất sắc luôn. Đó, chị Hương Thu ơi, hồi nãy đâu? Đó, bắt đầu chốt xanh ngọc giúp em nha mấy chị ơi. Đó, đỏ đô 400 cho Thấm Trần nè. Xanh ngọc cho Lê Kim Liến nè, đỏ đô cho Thấm Thấm Trần, xanh ngọc cho chị Tuyết Mai nè, xanh ngọc cho chị Huỳnh Mai nè. Trời ơi, xanh ngọc đẹp quá mấy chị yêu ơi, xanh ngọc đẹp quá. Rồi xanh ngọc 380.000 đồng nha mấy chị ơi. Xanh ngọc em để cho mấy chị 380.000 đồng luôn. Đó, xanh ngọc em để cho mấy chị 380.000 đồng luôn nha mấy chị ơi. Đâu rồi, xanh ngọc nè. Em qua xanh ngọc là mấy chị tiếc nha, 450 đó. Chị mua trên 30 cái rồi đó em. Giờ mua thêm đi mấy chị cho đủ chẳng, cho số 50 cho nó đẹp. Đó, quá trời. Cho lại đỏ tươi hả? Cho chị xem lại đỏ tươi hả chị Nga Nguyễn? Rồi, đợi xíu em cho chị xem. Rồi, rồi, đỏ tươi em cho chị xem lại. Ai lấy xanh ngọc nữa chốt xanh ngọc nha chị yêu nha. Trời ơi, xanh ngọc đẹp gì đâu luôn á. Màu mát. Đây, em cho chị coi lại đỏ tươi nha chị Nga Nguyễn. Cam đất tím Huế, tím cà. Đây. Đây nha mấy chị ơi, đây, đẹp chưa? Màu đỏ tươi nè chị Nga. Em cho chị Nga coi nè. Đó, đỏ tươi nha. Đỏ tươi em để cho mấy chị 400. Đỏ tươi em để cho mấy chị 400 nha. Đó. Rồi em lên lại đỏ tươi. Mấy chị nào mới vô xem mà muốn xem đỏ tươi đâu ạ? À, lên lại cho em cái đỏ tươi. Hàng này em nhấn mạnh mấy chị là 800, mà bên em sale livestream là 400, là một nửa giá rồi. Chỉ mong mấy chị là gì? Chia sẻ cái livestream để tăng tương tác lên cho tụi em thôi. Chứ bên em không có cần gì hết á, chỉ cần chia sẻ thôi. Thay vì mình bỏ tiền ra mình chạy quảng cáo thì bây giờ sale cho mấy chị thì cũng vậy thôi, đúng không? Mà được khách nữa. Rồi, chốt với em màu đỏ tươi nè nha mấy chị ơi. Áo dài Hằng Vi lấy đỏ tươi nè. Ok chị yêu nè. Rồi chị Bích Thi lấy đỏ tươi, ok chị yêu nè. Chị Nguyễn Mai lấy đỏ tươi, ok chị yêu nè. Rồi ai chốt đỏ tươi, chị Nga Nguyễn lấy cái đỏ tươi này đi để hết nha. Đẹp lắm, em nói thật với mấy chị nha, cái đỏ tươi này đẹp xuất sắc luôn. Hàng mới về bên em nha, hàng này là hàng mới về bên em nè. Đó nha mấy chị yêu nha, đẹp chưa? Rồi đỏ tươi một áo cho chị Nga Nguyễn nè. Đẹp lắm nha mấy chị ơi. Đẹp, quá sang luôn nè mấy chị yêu nha. Quá đẹp, quá sang luôn, thật sự. Cái màu này là cái màu trời ơi chuẩn nhất của bên em. Rồi em qua luôn nha mấy chị ha. Em qua cho mấy chị. Cà like 450 tính người ta 380 luôn đi cho người ta lấy. Rồi tím cà nha mấy chị ha. Gà tí cho khách. Rồi em chào mấy chị đang xem nha, tím cà. Đẹp chưa? Ai chưa có màu tím cà đâu à? Mấy cái màu này bên em trời ơi khách tới là lấy thôi. Khỏi cần mình đó, đẹp chưa? Tím cà bên em nè, rất là đẹp luôn, bông nè, bông đính 3D cho em nè. Nhìn thấy đẹp không mấy chị ơi? Rất là đẹp. Rồi em lên cho mấy chị luôn nha. Tím cà này 450 để cho mấy chị bao nhiêu? 380.000 đồng. Cho chị nào có chia sẻ livestream tăng cho em cái mắt like lên đi mấy chị ơi nha. Trưa giờ này là mấy chị cứ tăng mắt like lên cho em, được chưa? Tăng mắt like là bên em giá nào sale cho mấy chị nè. 380.000 đồng. Được chưa? Tím cà 380.000 đồng. Rồi, ai lấy tím cà comment giúp em 380.000 đồng 2 mét vải nha. Sale rẻ bán lẻ cho mấy chị luôn nè. Đó, ngày hôm nay em bán giá này nhưng ngày mai chưa chắc đã có giá này. Nên mấy chị cứ thích là mấy chị chốt đơn, được chưa? Mấy chị cứ thích là mấy chị chốt đơn giúp em. Để sao ạ? Mình tiếc, mình đi coi lại livestream rồi mình lựa, rồi mình chụp hình mình gửi qua bên em, không có chốt, chốt giá 800 cho mấy chị đó nha. Tím cà chị Cẩm Nhung, tím cà chị có rồi, màu đẹp lắm. Đúng rồi. Đó, quá đẹp. Chị Cẩm Nhung share livestream lên giúp em đi. Trời ơi, đẹp lắm nha mấy chị ơi. Tím cà này là siêu phẩm nha mấy chị ơi. Tím cà này là siêu phẩm đó, em nói thiệt. Đẹp lắm nha mấy chị. Vải bên em là bao mềm luôn mà, 2 mét vải có 380 à. Tím cà này bên em sale cho mấy chị đi, hàng nhanh luôn nè. Rồi, mấy chị đâu rồi? Vô trong đây chốt giúp em cái màu tím. Mỗi chị lấy 2 mét đi. 2 mét là chỉ có 380.000 đồng thôi. Đó, quá đẹp, quá sang luôn nè. Rồi em xin chào tất cả các chị đang xem. Hello chị Hương Bùi nè. Đó,
Mấy chị ơi, nhìn giúp em màu tím cà này đi một lần nữa rồi em xuống thôi nha. Tím cà này em không có nhiều để em chốt cho mấy chị đâu, nên mấy chị tranh thủ chốt đi à. Để cho mấy chị giá 380.000 đồng khui bao luôn ra. Mùi rất là còn mới luôn nè. Đó, duy nhất trên livestream này để cho mấy chị thôi. Nhiều khi mấy chị xem livestream nè, ngày mai, ngày mốt gì là cái giá lên lại rồi 450-500. Bên em sale tại cửa hàng là 800 rồi nha. 400 cho cái này 380.000 đồng. Ai lấy tím chốt tím giúp em nha mấy chị yêu nha. Rồi em qua cho mấy chị yêu nha. Đó. Rồi, như chị Nhung nè, đó mua keo tím cà bên em rất là đẹp. Điên. Rồi em lên cho mấy chị một cái màu xanh ngọc tiếp tục nha. Rồi, xanh ngọc 3D bông nhí đem cho mấy chị coi cái bông này đẹp lắm nha. Đây, nhìn cái bông này. Thấy chưa? Nhìn cái bông nè mấy chị ơi. Trời ơi, cái bông nhí này đẹp lắm. Xanh ngọc, nãy giờ ai chưa chốt kịp xanh ngọc thì chốt giúp em xanh ngọc, em để cho mấy chị 400 nha. Đó, đẹp chưa? Ôi ôi. Màu xanh ngọc mát chưa mấy chị ơi? Riêng cái màu xanh ngọc này là trời ơi, mặc lên cực kỳ sáng da, tôn da luôn nha. Mà cái màu xanh ngọc này rất là hiếm, được chưa? Rồi, ai lấy xanh ngọc chốt đơn xanh ngọc giúp em nè mấy chị yêu ơi. Ai lấy xanh ngọc chốt giúp em nè. Rồi, chị Dung Cao gửi vải cho em nhé chị Trang ơi. Dạ rồi. Rồi, xanh ngọc hoa nhí cho em 400 luôn nha mấy chị ơi. Ai thích xanh ngọc đâu vô đây hả? Lấy cái xanh ngọc này luôn nha mấy chị ơi. Xanh ngọc hoa nhí 400 luôn giúp em nha mấy chị yêu nha. Đẹp chưa? Share livestream đi em mới để được cái giá 400 nha mấy chị ơi. Không share livestream em không để được cái giá 400 cho mấy chị đâu. Thật sự, không share livestream không để được đâu. Cái này 800 đó, hoa nè. Mấy chị nhìn cái hoa nhí là nhìn đã lắm. Họa tiết đơn giản thôi. Nhưng mà mấy chị ơi, chốt giúp em cái này đi. Đẹp cực kỳ luôn nha. Đẹp cực kỳ và sang cực kỳ luôn nha mấy chị yêu nha. Rồi, bây giờ mấy chị ơi, chia sẻ cái livestream đi em lên cho mấy chị những cái hàng siêu phẩm không à. Nên mấy chị chia sẻ cái livestream này càng nhiều thì càng tốt, được chưa? Rồi, xin chào tất cả các chị đang xem livestream. Hello, xin chào mấy chị nha. Chia sẻ cái livestream này lên. Hai tấm ren em vừa đặt cắt 2m2 nha, áo dài hàng vi. Anh không ạ? À? Dạ rồi, ok, áo dài hàng vi nè. Cái này nhiêu? Rồi, em lên cho mấy chị một mẫu nè. Thấy chưa? Đẹp chưa? Đen đỏ nha mấy chị ơi. Đó. Đẹp chưa? Trời ơi, nhìn nè chị nè. May theo luôn giúp em. Rồi, ai lấy cái này em để cho chị nào để tăng tương tác lại giúp em 200 thôi. 200 2 mét vải, ai lấy ren đen đỏ comment giúp em 200 2 mét vải nha mấy chị nha. Rồi, đẹp chưa? Rồi ai chốt đen đỏ này chốt giúp em đi à. Đen đỏ 200 thôi nhưng mà cho chị nào nhanh chân nha. Đó, cho chị nào nhanh tay lẹ chân lên đơn giúp em. Quá đẹp luôn nè. Đẹp chưa? Đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Rồi nhanh chóng mình chốt đơn giúp em nha. Nhanh chóng mình chốt đơn giúp em cái này đen đỏ để cho mấy chị 200 2 mét vải thôi về mai vô tư nha. Áo dài nè, đầm nè, đó. 200 thôi nha mấy chị yêu ơi. Đẹp chưa? Quá đẹp, quá sang luôn. Rồi, ai chốt đơn thì chốt đơn giúp em cái này đi. Hàng này là hàng cao cấp bên em, nhưng mà để tăng tương tác lại cho bên em đi. Comment giúp em màu đen đỏ này, em để cho mấy chị 200 thôi. Đó, để cho mấy chị 200 2 mét vải về may thoải mái, áo dài, đầm đồ giúp em đứng lên ngồi xuống rất là ok. Những cái này là hàng bên em là hàng cao cấp hết nha mấy chị ha. 200 2 mét vải, quá đẹp, tính ra 1 mét có 100 thôi. 1 mét có 100 thôi nha. Mấy chị ra ngoài không có giá này đâu. Được chưa? Rồi em xin chào tất cả các chị đang xem. Mấy chị ơi, mỗi người một nước share livestream nè. Mỗi người một lúc mà mình like fanpage của bên chị Trang nha mấy chị ha. Để mình xem được nhiều livestream hơn. Rồi, em lên cho mấy chị thêm một cái màu nha. Vàng đồng. Đây, vàng đồng nè mấy chị ơi. Đẹp chưa? Trời ơi, nhìn vải theo kim tuyến nè. Rất là đẹp luôn. Đẹp không? Đó. Rồi, ai lấy vàng đồng chốt giúp em để cho chị nào có chia sẻ livestream thôi, 200 thôi. Vàng đồng này á, em nói thật nha, chỉ cần lên thôi là ở lại shop em là bán với giá là 400-500. Nhưng mà tất nhiên là xem livestream là phải có ưu đãi thôi. 200 2 mét vải, tính ra 100 1 mét thôi mấy chị ơi. Đó, đẹp chưa? Rồi, ai chốt vàng đồng lên vàng đồng vô cho em. Ai chốt vàng đồng lên vàng đồng cho xem màu đỏ tình yêu. Dạ rồi, ok, chị Trần Thị Huệ để em xíu nha. Rồi, ai chốt vàng đồng không ạ? Vàng đồng 2 mét vải. Trời ơi, đẹp.
200.000 đồng thôi mấy chị ơi. Vàng đồng 2m7 200 nè, chốt giúp em. Comment giúp em vàng đồng 200. Đẹp quá, sang quá nè. Cái này nha, em nói thật với mấy chị nha, mấy chị mà xem livestream sau bên em không có để 200 được đâu. Để cho mấy chị tệ lắm là cũng là 280-300 nha mấy chị nha, chứ không có cái giá mà 200.000 đồng mà 2m vải đâu. Đẹp chưa? Mấy chị về mai thoải mái cho em áo dài đầm hay là ren hay là gì cũng được nha mấy chị ơi. Mai đầm nè, mai áo dài nè, mai áo mặc cũng được. Rồi ai chốt cho em cái mẫu vàng đồng này nữa thì lên đơn đi nha mấy tình yêu nha. Ai chốt cái vàng đồng này lên đơn giúp em đi nha mấy tình yêu nha. Rồi em xin chào tất cả các chị đang xem. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ livestream này lên giúp em nha. Rồi sếp hello, màu vàng đẹp quá, đâu hết rồi, khách bên nhà em đâu hết rồi, chỉ có 200 thôi. Cho xem màu đỏ. Tình yêu. Rồi đợi em một xíu nha chị yêu ơi. Trần Thị Huệ cho xem màu đỏ tình yêu. Rồi hello, xin chào mấy chị nha. Bây giờ mấy chị ơi chia sẻ cái livestream này ra đi. Và ai đang còn thấy livestream này diễn ra được bình thường nè, nghe giọng rõ, vàng đồng 200 cho Vũ Thị Kim Yến. Kim Yên nè, ok chị yêu nè. Trời ơi, vàng đồng xuất sắc lắm chị yêu ơi. Lấy về đi, mình mặc vô là sang, hết cỡ luôn nha. Rồi, mấy chị ơi, lê thê, tím đi. Rồi, em lên từ từ theo yêu cầu của mấy chị nha. Tím phồn, rồi lên tím luôn nè, tím đẹp lắm. Tím đẹp lắm, còn cái đang tính lên tím mà chị vô chị comment luôn á. Tím cẩm luôn cho chị nè, tím cẩm luôn nha. Tím cẩm nha mấy chị ha. Đây, tím cẩm nè, lên bông nhí luôn cho em nha. Đẹp chưa? Đây xem tím dưới chân đây à. Lê Thị Kim Liến vàng cộng dồn đơn hả? Rồi ok chị, đây. Đó, chị Phạm Hoa Liên ơi, chị thấy được cái tím này đúng không chị yêu? Rồi, tím này em để cho mấy chị 400. Rồi giá nhiêu ạ? 400 luôn nha mấy chị nha. Đó, tím cẩm 400. Đó, đẹp chưa? Hàng này hàng cao cấp, hoa nhí giúp em đính ngọc trai tím luôn nè mấy chị ơi. Đính thêm những cái cườm xung quanh luôn. Đó, đính thêm những cái hạt xung quanh luôn. Quá đẹp rồi, ai chốt giúp em tím cẩm này đi. Thật sự cái tím cẩm này mà mấy chị không chốt đơn nha, trời ơi là tiếc. Cái này 800 đó mấy chị, 800 bên em hàng cao cấp. Hàng cao cấp 800 mới để cho mấy chị cái giá này, được chưa? Hàng cao cấp bên em 800. Đó, nhìn cái bông kỹ giúp em lại một lần nữa nè, thấy chưa? Bông đính nè. Đó, đính hạt màu tím giúp em nè. Đấy, đính ngọc trai tím nè, thêm nè. Đẹp cực kỳ, riêng hàng bên em nha mấy chị ha. Bao cho mấy chị luôn, được chưa? Rất là đẹp luôn. Rồi, ai lấy cái màu này comment giúp em tím cẩm nha. Tím cẩm em để cho mấy chị 400 thôi. Đó, rồi mấy chị nào tím cẩm 400, 2m vải về mai thoải mái, áo dài mai thoải mái luôn cho em. Đầm dự tiệc, đầm dạ hội luôn, được chưa? Tím này rất là đẹp nha mấy chị ơi. Ai chốt tím comment tím. Rồi, em thấy mấy chị lên đơn rất là nhiều. Em chốt cho chị Huỳnh Mai nè, chị Mai Thi nè, chị Bích Nguyễn nè. Đó, rồi mấy chị ơi, đâu rồi hai? Nãy có mấy chị hỏi tím đâu mà. Tím mà không hoa 3D. Tím mà không hoa 3D hả? Tím này đẹp lắm á chị Hà Liên ơi. Em tím này đẹp, em nói thiệt luôn á mấy chị. Mà cái hoa 3D này hoa nhí rất là đẹp. Còn cái tím đó để xíu nữa em coi có em lên cho mấy chị sau nha. Nhưng mà còn ai mình chốt tím đâu mấy chị ơi. Tím em còn có vài cái nữa thôi. Trời ơi, ai mà khách quen rồi mấy chị đó, em đâu cần nói nhiều đâu, mấy chị đã chốt đơn rồi, đúng không? Đó, riêng về cái tím này là về mới về hàng luôn. Cái ba hoa 3D này nó nhỏ lắm, nó tạo nên cái sự tinh tế cho mấy chị nè. Ai thích cái đơn giản thì chốt giúp em cái tím cẩm này. Em để cho mấy chị 400 2m vải thôi, được chưa? 400 cho 2m vải. Ai chốt tím lên tím giúp em. Đẹp quá, xuất sắc quá nè mấy tình yêu ơi. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Rồi, còn ai mình chốt tím nữa không ạ? Cứ để lại thông tin cho bên em nha. Bên em like nhiều máy nên ai không nghe đọc tên thì mấy chị cứ việc là mình comment lại một lần nữa là bên em tự động nổi comment lên. Còn lại thì mấy chị cứ chia sẻ giúp bên em, được chưa? Rồi, em xin chào tất cả các chị nè. Nay mình nhận được hàng rồi, đẹp lắm. Rồi, em cảm ơn chị Hoàng Hằng nè, thiệt. Hàng bên em khách cũ, khách mới gì mấy chị mua là từ từ là trở thành fan cứng hết. Ngày nào cũng không coi, không chịu được, đúng không mấy chị ha? Quá đẹp luôn. Rồi, lên cho mấy chị nha. Ồ, màu này rất là đẹp luôn nha mấy chị yêu nha. Xanh biển nha mấy chị ơi. Đẹp chưa mấy chị? Đó, xanh biển quá đẹp luôn nè mấy tình yêu ơi. Trời ơi, bông đính cho em nè. Đẹp chưa? Xanh biển này quá đẹp luôn rồi. Đâu hết rồi mấy chị ơi. Vô trong đây chấm cho em một chấm đi. Mấy chị thấy cái xanh biển này mát mắt không à? Rồi, xanh biển này em chốt cho mấy chị luôn. Đẹp chưa?
quá đẹp, quá sang luôn. Rồi xanh biển này em lên đơn cho mấy chị, chốt đơn cho mấy chị cái màu xanh biển này. Giá ưu đãi trên livestream này và cho những ai có xe livestream là 800, là còn 400 luôn nha mấy chị ơi. 800 còn 400, đẹp chưa? Hoa nè, rải đều ở phần thân nè. Đó, mấy chị hoa nè. Trời ơi, nội một cái bông này thôi đã mấy chục nghìn đồng rồi. Mà bây giờ đính lên cho mấy chị vừa ngọc trai nè, vừa hoa luôn. Và để cho mấy chị là 400 nghìn đồng, suy ra có 200 nghìn đồng một mét thôi. Đó. Rồi, ok nha mấy chị ơi. Xem đỏ nhanh còn đi làm. Xem đỡ nhanh còn đi làm. Rồi ok chị, em xong cái này rồi em qua cái màu khác cho chị, màu đỏ nha chị yêu nha. Chị hỏi, chị muốn hỏi đỏ 3D hay là đỏ 2D ha chị Trần Thị Huệ, để em lên cho chị rồi chị đi làm luôn nè. Rồi, ai chốt màu xanh biển này chốt giúp em xanh biển 400 nha mấy chị yêu ơi. Xanh biển 400 nha mấy chị yêu ơi. Quá đẹp luôn, màu xanh biển này mát mắt chưa? Đâu rồi? Mấy chị nào mà thích màu xanh đâu rồi, vô trong đây chốt giúp em cái màu xanh này đi. Mát chưa mấy chị ơi? Màu xanh này cực kỳ mát nha mấy chị yêu nha. Đẹp quá, sang quá nè. Đó, đính ngọc trai luôn cho chị yêu nè. Chị Trần Thị Huệ ơi, chị kiếm bông 3D hay là bông 2D đỏ nào chị? Rồi em chào tất cả các chị đang xem nha. Em cảm ơn những cái lời khen của mấy chị nè. Đó, mấy chị cứ việc mình chốt đơn giúp em nha. Mấy chị cứ việc là mình chốt đơn giúp em đi. Còn lại bên em ship hàng tới là mấy chị tự ưng thôi. Đó, hàng bên em là cam đoan với mấy chị. Rồi em lên cho chị Huệ cái màu đỏ này nữa nha, để chị đi làm, chị ok thì em chốt cho chị luôn. Đỏ hoa nhí luôn cho chị yêu nè. Đỏ, đỏ đẹp để may vải rồi. May vải cô dâu là cái này xuất sắc này tình yêu. Đây, may vải cô dâu cái này chịu chưa? Đẹp chưa? Trời ơi, ai may đồ cô dâu là cái này xuất sắc luôn. Đây, rồi lên cho em đỏ này nha. Đỏ này em để cho mấy chị luôn, 800 còn 400 luôn nha mấy chị yêu nha. Đó, đỏ bông 3D hoa nhí. Ai lấy đỏ chốt đỏ. Được chưa? Ai lấy đỏ chốt đỏ giúp em. Đỏ 400 thôi. Được chưa? Cái vải này mà mấy chị may lên áo dài cô dâu, đầm cô dâu là khỏi nói rồi. Đẹp lắm nha mấy chị ơi, sang lắm. Những cái này nè, ren bên em là ren mịn mềm nè. Đó, đợt em nhận được hồng sen 3D 400 rồi. Rồi, ok nè, em chốt đơn cho mình nha. Đây, lên đơn giúp em cái màu đỏ này đi mấy chị ơi. Đỏ nha, đỏ này rất là đẹp nha mấy chị ha. Quá đẹp, quá sang luôn, được chưa? 400.000 đồng đỏ luôn nè. 400.000 đồng đỏ nè. Rồi, ai chốt đỏ lên đơn đỏ giúp em. Đỏ bông 3D hoa nhí xả, xả đỏ hoa lúc nãy nhé chị Nga Nguyễn. Được không ạ? Mình... Rồi, ok chị Nga Nguyễn nha. Rồi ai chốt đỏ này nữa không ạ? Ai chốt đỏ này nữa chốt giúp em nha. Ai chốt đỏ này nữa không ạ? Chị Trần Thị Huệ ơi, em nói thật với chị, cái đỏ này chị mai lên đầm cô dâu là sang, từ sang đến sang thôi nha. Đó, đỏ này 800 em để cho mấy chị 400 thôi, đúng không? Quá đẹp, quá xuất sắc luôn nè. Rồi em chào tất cả các chị đang xem livestream, ai lên đỏ này nữa không mấy chị ơi? Em lên đỏ cho mấy chị nè, sang cực kỳ luôn nha mấy chị yêu nha. Đó. Rồi chị Huệ ơi, chị chốt đơn đỏ thì ok đỏ lên giúp em. Rồi em chào tất cả các chị nha. Bây giờ em sẽ lên cho mấy chị một cái màu ruốc nha. Đâu rồi, chia sẻ livestream đi. Ngày hôm nay mấy chị tương tác quá yếu luôn, đúng không? Đó, mỗi người một nút chia sẻ để tăng tương tác lên đi. Ngày hôm nay lên hàng đẹp mà mấy chị coi kiểu như tương tác yếu quá thì bên em không có lên được nhiều, mấy chị không có lựa được nhiều kiểu á, đúng không? Nên vì vậy mỗi chị cho em xin là một cái nút share livestream đi. Hàng hôm nay toàn siêu phẩm thôi mà đặc biệt là hàng bên nhà chị Trang. Đó, vừa tốt mà lại vừa giá ok cho mấy chị luôn nha. Rồi em lên cho mấy chị cái màu này. Đây, màu ruốc nha mấy chị ha. Đâu rồi? Hello, xin chào chị Hồng Phước, xin chào chị Bora Trần nè. Rồi đây, nhìn bông giúp em nè. Em lên cho màu nó lạ hơn một xíu nha mấy chị ha. Đó, đây, màu ruốc nha mấy tình yêu nha. Vũ Thu Minh, ren đỏ 3D cả lót nè. Dạ rồi, ok tình yêu nè. Đẹp lắm. Hàng này là hàng cao cấp bên em nha. Rồi đây, màu này nha mấy chị ơi, màu ruốc. Màu ruốc này, riêng màu ruốc này là cực kỳ đẹp luôn. Rồi Vũ Thông Minh ơi, cho em xin số điện thoại luôn đi. Em để cho mình cái ren đỏ 3D đó, mình về mình cầm là không xuống tay là trời ơi, không lấy tiền mình luôn nha. Rồi cho em xin số điện thoại nha Vũ Thông Minh. Đây, lên cho mấy chị màu ruốc. Đâu rồi, fan màu ruốc đâu rồi? Lên cho em cái màu ruốc này đi nha mấy chị yêu nha. Rồi ruốc em để cho mấy chị giá 400.000 đồng thôi.
được chưa? Riêng cái màu ruốc này vừa cắt ra là khách qua là lấy hết bên em luôn á. Đó. Và còn bây giờ là mấy chị nào chốt màu ruốc với giá 400 thì nhanh chóng chốt, được chưa? Tại rồi ok, bán nhanh cho mấy chị giá 380 luôn nha mấy tình yêu nha. Ai lấy ruốc 380 chốt giúp em ruốc 380 thôi. Để cho mấy chị nhanh giá 380 để mấy chị chốt lẹ giúp em cái màu ruốc 380 này. Vũ Thu Minh ơi, cho em xin lại số điện thoại, em để cho mình cái màu đỏ đó nha. Rồi ok Vũ Thu Minh nè. Rồi ai lấy ruốc này em để cho mấy chị nhanh chóng luôn. Ai lấy ruốc này em để cho mấy chị nhanh chóng giá 380 chốt đơn nhanh gọn lẹ nè. Đó, ở tại bên em là khách tới cắt 800 nghìn đồng á. Cắt 800 nghìn đồng 2 mét vải. Ở đây bây giờ em để cho mấy chị có 380. Đó, rồi qua luôn nè. Có chị kêu lên xanh đen đi em. Rồi, rồi ok em chuẩn bị lên xanh đen cho chị Hương Trần nha. Đây em lên cho mấy chị một cái này duy nhất có ai lấy luôn không ạ? Cái này là sen nha mấy chị ơi. Sen này em có một cái à, để cho mấy chị 250 nghìn đồng. Sen em có một cái để cho chị yêu nào nhanh chóng chốt là 250 nghìn đồng nha mấy chị yêu nha. Rồi ai lấy sen chốt sen giúp em nhanh gọn lẹ luôn nè. Đó, để nhanh thôi. Sen 3D nè chị, 3D nhẹ cho em luôn nè. Đó, rồi sen nha mấy chị ha. Sen em chuẩn bị lên xanh đen nha mấy chị ơi. Chia sẻ lên, tăng lên lượt xem đi mấy tình yêu ơi. Rồi ai lấy giúp em cái sen này luôn, em để 250 2 mét vải thôi. Sen này em qua lẹ luôn nha mấy chị, tại vì cái sen này bên em á còn có một cái à, để cho mấy chị 250 thôi. Chứ mấy bữa xem livestream này biết cái sen này bên em để 300 mấy thôi chứ không có để 250 đâu mấy chị nha. Duy nhất trên livestream này nha, chốt 250 cho Trần Thị Huệ nè. Rồi. Đây, xanh đen. Ok, hết sen nha mấy chị. Đây em lên cho mấy chị cái này. Hoa nhí mà màu xanh đen, chịu chưa? Đẹp chưa? Đây, trời ơi. Cái màu xanh đen nó đẹp kìa mấy chị ơi. Sang chưa? Đây, màu xanh đen rồi, chốt cho em xanh đen 400 à? 400 nha mấy chị ơi, xanh đen này 400 nha. Màu siêu phẩm bên em nha. Màu xanh đen này bên em bán cực kỳ chạy luôn nha. Ai mà fan của màu xanh đen là mấy chị chốt ngay cho em cái này. Được chưa? Chia sẻ livestream ra. 800 để cho mấy chị 400, xanh đen 400, chốt giúp em nè tình yêu ơi. Chị Trần Thị Huệ lấy một lót nhé. Rồi ok chị Huệ. Rồi, chị Nga Nguyễn giờ phải đi làm rồi. Dạ rồi, chị đi làm nha chị. Bye bye chị. Nhận hàng nhớ cho em feedback nha chị yêu nha. Rồi lên cho em cái xanh đen này giá 400 luôn nha mấy chị tình yêu ơi. Đó. Quá đẹp, quá sang luôn. Đâu rồi? Nãy ai mình lên xanh đen nè chị Hương Trần ơi. Thật sự em nói thật với chị nha, cái xanh đen này bên tại em người ta tới cửa hàng cắt á là 800 nghìn đồng 2 mét. Mà bây giờ trên livestream em để cho chị là 400 nghìn đồng 2 mét thôi. Chị về chị cắt mà nó không sang là chị cứ đưa tiền, chị không trả tiền cho bên em. Đẹp lắm nha mấy chị ha. Cái xanh đen này là cực kỳ đẹp luôn. Rồi, ai lấy xanh đen thì cứ chốt xanh đen giúp em nha. Xanh đen 3D nha mấy tình yêu nha. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn, cái màu xanh đen này lên sáng da lắm nha. Màu xanh đen này lên cực kỳ sáng da, được chưa? Ai mà mình đứng giữa màu xanh với màu đen thì mấy người chị cứ lấy cái màu xanh đen này về đi. Mình mặc lên mà bao sáng da, bao trắng da luôn nha mấy tình yêu nha. Rồi em chuẩn bị qua cho mấy chị màu khác nha. Ai chốt xanh đen nữa thì cứ chốt nha mấy tình yêu nha. Màu xanh đen cực kỳ đẹp luôn nha. Bây giờ thì mấy chị nhớ chia sẻ xanh đen cho Phủ Thu Minh nè, xanh đen cho Huỳnh Tuyết Nhung nè, xanh đen cho chị Bích Thi nè. Rồi mấy chị ơi, xanh đen đẹp lắm nha. Trời ơi, em nói thật sự, nãy chị Hương, chị nào ơi, chị đòi xanh đen đâu. Lên cho em một cái đi, rồi em qua luôn nha. Xanh đen cả lót cho Vũ Thu Minh nè. Dạ rồi, ok chị. Đen đồng bé. Rồi em xin chào tất cả các chị đang xem nha. Mấy chị phải chốt giúp em những cái này, tại vì hiếm lắm mới sale cho mấy chị giá này á chứ. Sale tương tác. Rồi đây lên cho mấy chị màu đen đồng nha. Đen vàng đồng. Đẹp chưa? Trời ơi, cái màu đen vàng đồng này nha, em nói thật với mấy chị, chỉ có mát mắt thôi. Mà cái màu đen vàng đồng này ngày hôm nay em để cho mấy chị giá bao nhiêu mấy chị biết không ạ? 380 nghìn đồng thôi. 800 để 380 luôn á. Đẹp chưa? Lên một cái là nổi lên liền luôn cái bông cho em. Mấy chị nào mình tin mắt một xíu, mấy chị nhìn thẳng vô cái bông giúp em nè. Đính hạt ngọc nè, theo chị tim túy mà giá đâu ra 380 cho mấy chị, đúng không? Không có đâu giá 380 hết. Rồi, nhanh chóng lên giúp em những cái màu này lạ lắm nha mấy chị ơi. Đen vàng đồng nè, đó. Đẹp chưa? Đẹp xuất sắc luôn. Rồi, em chào tất cả mấy chị đang xem. Mấy chị hãy nhìn vô cái màu đen vàng đồng này đi. Đó, mấy chị thấy như thế nào?
quá đẹp, quá sang luôn. Và ở đây em bán 800 cho mấy chị cắt đó nha, cắt ở tại cửa hàng là 800, còn mấy chị cứ mua trên livestream đi là bảo đảm quyền lợi luôn. 380.000 đồng, 2m, nhanh gọn lẹ giúp em nha. Đen vàng đồng chốt đơn giúp em nè, quá đẹp quá sang luôn nè. Đen vàng đồng nhanh chóng mình chốt đơn giúp em nha mấy tình yêu nha. Đẹp chưa? Đó. Màu mẫu vàng, mẫu màu vàng này có xanh đen không shop? Dạ không có chị Hương ơi, nãy chị lấy cái màu xanh hồi nãy đi, em nói đẹp mà bô hồi nãy là 400 đó chị. Cái mẫu này thì không có màu xanh đen, chị lấy màu này cũng được nha. Rồi hoa xanh đen lúc nãy hơi nhỏ à, chị thích hoa to màu xanh đen. Rồi đợi em xíu nha, em lên cho chị luôn nè tình yêu. Rồi còn ai chốt màu đen vàng đồng thì chốt nha. Đây em lên cho mấy chị nha. Đây em lên cho chị Hương Trần màu xanh đen hoa to nha. Đây đủ chưa? Hoa này vừa đủ chị chưa? Đó, đẹp chưa? Rồi, cũng gần gần tương tương với cái mẫu hồi nãy đó. Đó, mẫu màu đen đồng mà chị yêu cầu á. Rồi, xanh đen này em để cho mấy chị 800 còn 400 cho chia sẻ livestream luôn nè. Ai không thích cái hoa nhỏ thì mấy chị lấy cho em cái hoa này. Đẹp chưa? Đó, xanh đen nè, quá đẹp nha. Đẹp cực kỳ luôn. Rồi, chốt đơn giúp em cái xanh đen này đi. Xanh đen đính ngọc giúp em. Trời ơi, lên cái là sang liền luôn nha mấy chị ơi. Lên một cái là sang liền luôn nha. Rồi chốt giúp em cái xanh đen này đi mấy chị ơi. Xanh đen nha. Đó, ai chốt cái xanh đen này chốt giúp em. Xanh đen này là hoa to hơn hoa nãy một xíu nha. Đó, chị Hương Trần ơi, ok cái xanh đen này thì chốt giúp em nha. Đẹp quá. Quá đẹp luôn á mấy tình yêu ơi. 800 em để cho mấy chị 400 còn có 2 mét vải. Mấy chị nhìn vô đi. Nhìn cái màu xanh này là nó sang hẳn lên luôn nha mấy tình yêu nha. Đó, em chào tất cả các chị đang xem nè, 40 chị đang xem nè, một xanh đen cho chị Hương Trần cho nha. Rồi ok chị yêu nè, đẹp lắm chị yêu ơi, thích liền. Rồi em chốt xanh đen cho chị Hòa Mai nè, em chốt xanh đen cho chị Bích Nguyễn nè. Rồi ok em chốt đơn cho mấy chị đó mấy chị ơi, còn ai mình lên xanh đen này nữa không ạ? Xanh đen này đáng lẽ là bên em bán giá cao lắm, tính không có like nhưng mà chị Hương Trần nói like nên em lôi ra em like luôn cho mấy chị đó, nên mấy chị tranh thủ chốt đi nha. 400. Em ơi hoa xanh đen đó có màu hồng đỗ không? Có màu gì? Hồng đỏ. Đỗ. Hồng đỏ hay hồng đỏ? Anh và chị đó ghi màu hồng đỗ. Hồng đỗ là màu gì chị? Em ơi của cà rốt à? Em ơi hoa xanh đen đó có màu hồng, hồng cà rốt hay là màu hồng gì Hoàng Hằng ơi? Em không có hiểu. Hồng. Có hồng nha, đợi một xíu. Ủa, Đồng Hà, em ơi hàng của chị gần 10 ngày mà chưa nhận được. Dạ rồi để em kiểm tra cái đơn hàng của mình lại nha, em gửi hết rồi đó. Dạ rồi. Màu xanh đen nha shop là của chị Hương Trần rồi nè. Rồi ok mấy chị nào nãy em đọc tên là có hết rồi, nên mấy chị comment một lần là em để cho mấy chị hết luôn nha mấy chị nha. Rồi em xin chào tất cả các chị đang xem, em lên cho mấy chị một màu hồng tiếp tục nha. Em có cái hồng này được không? Hồng đỗ đấy. Đây hồng đỗ đây nè. Ủa chị Hương Trần hồi nãy có số rồi đúng không? Cái chị cho là số 50 tính ấy đấy. Cái này 450 tính người ta 380 rồi, rồi về tí cho mọi người lấy cho nó luôn. Rồi ok nha, màu hồng đỗ đây nè. Mình bỏ cái lời của mình. Đẹp chưa? Ra. Đó. Bây giờ em bán không cần lời nữa luôn, chỉ cần mấy chị chia sẻ thôi. Ngày hôm nay mấy chị chia sẻ quá kém luôn. Nên bây giờ 450 em bán không cần lời, để cho mấy chị giá bao nhiêu à? 380 thôi. Đẹp chưa? Đó, 380 màu hồng đỗ của mấy chị đây. Ai yêu cầu màu hồng đỗ đó à? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Rồi ai chốt hồng lấy hồng. Em bán không lời luôn cho mấy chị 450. Sale là 450, tại cửa hàng là 850, nhưng mà bây giờ em để cho mấy chị 380 đó. Rồi hồng đỗ. Đây hồng đỗ luôn giúp em nha mấy chị ơi. Đẹp chưa? Hồng đỗ hoa 3D đính kết ngọc nè, theo chỉ cho em nè. Quá đẹp luôn, ren mềm nhũng luôn. Ren cực kỳ mềm. Không có cái nào lấy. Trời ơi cái màu này mà em bán không lời cho mấy chị 380.000 đồng, mà mấy chị không lấy là thôi là bỏ tay luôn á mấy chị ơi, rất là đẹp luôn nha. Rồi nhanh chóng lên màu hồng đỗ này giúp em nè, 380.000 đồng nha mấy chị ơi. Hoàng Hằng ơi hồi đó em lên cho mấy chị màu hồng đỗ nè, đẹp chưa, xuất sắc quá nha mấy chị ơi. Đó mấy chị mà không lấy cái màu này là mấy chị tiếc, được chưa? Đó rồi em ơi cho chị màu hồng 380 nhé, cho chị cả lót. Ok chị Hoàng Hằng nè vô, đẹp quá. Rồi ok chị Huỳnh Mai nè, ok chị Hà My nè. Rồi ơi đẹp quá, màu hồng này đẹp lắm mấy chị ơi. Màu hồng đỗ của mấy chị đây, nhẹ nhàng mà sang trọng đúng không? Nhẹ nhàng mà sang trọng đúng không mấy chị ha? Quá đẹp, quá sang luôn. Mà ở đâu ra? Em tính sale 450 mà bây giờ cho mấy tặng cho mấy chị luôn, cho mấy chị đó là 380, được chưa? Cho mấy chị là 380.000 đồng thôi, được chưa?
Rồi, em chốt cho mấy chị nha, nhanh chóng lên đơn giúp em, được chưa? Màu hồng đổ của bên mấy chị đẹp. Xuất sắc nha mấy chị ơi. Màu hồng này nó nhẹ nhàng lắm. Bên em báo giá là báo giá 2 mét vải nha. Ai lấy lót thì kèm thêm lót 80 giúp em là được nha mấy chị ơi. Hàng bên em là bao mấy chị mua về luôn nha. Đẹp lắm. Rêu nha mấy chị ơi. Đây, rêu nè, đẹp chưa? Rêu nè, đẹp chưa mấy chị ơi? Rêu rất là đẹp luôn nha. Rồi, rêu này lên cho mấy chị luôn. Đó, rêu đẹp chưa mấy chị? Lên cho mấy chị cái rêu này luôn. 380.000 đồng thôi. 380.000 đồng thôi. Cái màu rêu này là màu cực kỳ hiếm luôn. Em rất ít khi lên màu rêu. Tại vì sao? Về có màu rêu là khách qua cắt hết rồi. Nên ngày hôm nay bên em lên cho mấy chị màu rêu này. Để trước khi cắt khách qua cắt nha mấy chị ha. Đó, rêu nè mấy chị ơi. Rêu 380.000 đồng cho chị nào có chia sẻ live stream nha. Quá đẹp, quá sang luôn nha mấy tình yêu ơi. Rêu này em để cho mấy chị đa số là 450 đó nha. Nhưng mà ngày hôm nay em để cho mấy chị 380 để tăng tương tác thôi. Được chưa? Mấy chị chỉ việc chia sẻ cho bên em là chốt được cái rêu này 380. Một lúc chia sẻ mình chốt được 380 thay vì 450 là mấy chị phải biết là trời ơi mình quá trời hời luôn nha mấy tình yêu nha. Rồi, mấy tình yêu của nhà chị Trang rồi. Nhanh chóng mình chia sẻ luôn nha mấy chị ơi. Lên màu đen có bông hồng màu vàng, hôm qua còn dưới đất loại 400, chị mua vài cái, chị Dương Hiệp. Rồi ok chị yêu nha, đợi một xíu em lên cho chị cái đó nha. Rồi ai chốt rêu này thì chốt giúp em nha, quá đẹp quá sang luôn nè. Rêu này em để cho mấy chị 380 thôi nha. 380 để cho là đoán không lời luôn á, để cho mấy chị chia sẻ cái live stream cho tăng tương tác luôn nha. Rồi ok chị Dương Hiệp, đợi một xíu nha. Rồi ai lấy rêu chốt rêu giúp em, chuẩn bị em qua cho mấy chị màu khác nha mấy tình yêu nha. Hello, xin chào 40 chị đang xem, chia sẻ ra giúp em nha. Rồi em chuẩn bị lên cái màu đó cho chị Dương Hiệp coi nha. Đẹp lắm tình yêu ơi, màu rêu này đẹp lắm nha. Ai chốt rêu cứ việc lên rêu liên tục lên giúp em đi mấy chị. Rồi em có một cái này nè mấy chị ha. Có một cái hả? 7 khúc nha mấy chị ơi, em còn một khúc 2 mét này. Đây, đen vàng đồng nè, em để cho mấy chị nào nhanh tay lẹ chân chốt giúp em đen vàng đồng 160. Còn cái 160 à, ai chốt giúp em đen vàng đồng này 160 nha. Đó, ai lấy đen vàng đồng này 160 em để lại cho mấy chị nhanh gọn lẹ. Suy ra là có 80.000 đồng mét rồi mấy chị ơi. 2 mét em để cho mấy chị 160, ai chốt giúp em nhanh gọn lẹ thì em để thôi nha. Ai chốt nhanh gọn lẹ thì em để. Rồi, đen vàng đồng 160. Đen vàng đồng 160 em đang đợi mấy chị lên á. Tới mấy chị là mấy chị chốt giúp em. Cái này em nói thật là chỉ còn có một cái thôi nên em để 160 cho nó qua lẹ hàng luôn. Chứ không ấy thì em về mà nhiều quá là mấy chị không mua được 160 đâu, cũng tầm 200 đến 250 đó. Rồi đen vàng đồng 160.000 đồng cho chị nào nhanh chóng chốt đơn đen vàng đồng 160 nha mấy chị nha. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn, 2m7. Hàng bên nhà em ren mềm nha. Chất ren cực kỳ mềm cho mấy chị may vừa đủ áo dài nè, đầm nè. Đó, 2m7 160 đen vàng đồng cho em luôn. Rồi chị Dương Hiệp ơi, chị đợi em một xíu nha, để em lấy ra cho chị cái màu đó. Đây, đen nha, đen cho em nè, đen thêu cho em nè, đẹp chưa? Đó, trời ơi, để như không? Rồi đen, đen này để cho mấy chị 250.000 đồng. Ai chốt đen để đen cho nhanh gọn lẹ luôn nè mấy chị ơi. Đây, đen hoa nè, đẹp chưa? Quá đẹp, quá xuất sắc luôn nha. Hàng này bên em còn có một cái nên sale lẹ cho mấy chị đó, mấy chị cứ chốt giúp em nha. Rồi, ai lấy đen 250 chốt giúp em, đẹp chưa? 250, 2m7 mà đẹp xuất sắc vậy thì còn gì bằng, đúng không? Ở đây đây, nó đây nè. 250, 2m7 đẹp xuất sắc vậy thì còn gì bằng nha. Rồi, chốt giúp em đen 250 nha mấy tình yêu ơi, đau hết rồi. Chia sẻ đen cho chị Nga Nguyễn nè, ok chị yêu nè. Rồi, đen nha mấy chị ơi, đẹp lắm nha. Còn có vài cái mà bên em chốt cho mấy chị 250.000 đồng thì ở đâu ra? Chỉ có bên nhà em thôi nha. Mấy bữa là mấy chị theo dõi live stream khác là bao nhiêu? 300. 300, 350 mà cái đen này bên em để có 250 là mấy chị phải biết rồi. Rồi, đúng không mấy chị ơi? Em chốt đơn cho mấy tình yêu luôn nè. Đó, đẹp lắm. Rồi, qua cho mấy chị cái màu này. Màu xanh đen này em để cho chị nào nhanh chóng, thứ nhất chia sẻ, thứ hai comment lẹ giúp em xanh đen 200 nha. Like những cái hàng này, mấy chị mua những cái hàng này là rất là ok luôn. Bích Thủy, Bích Thủy đen nè.
Rồi ok chị nè. Rồi xanh đen 200. Xanh đen 200, ren cực kỳ mềm nhũn tay luôn nè. Trời ơi. Rồi chị Bích Thủy cho em xin số điện thoại mới để cái đen đó cho chị nha. Đó em để cho chị cái đen nè. Chị Nga Nguyễn có 1 cái, chị Bích Thủy có 1 cái. Có vài cái à, em ra em kiếm lại cho chị Bích Thủy nè. Rồi đây màu xanh đen nè, ren mềm nhũn tay luôn, 200 cho em nè. Rồi xanh đen, xanh đen 200 luôn nha mấy tình yêu ơi. Xanh đen 200 luôn mấy tình yêu ơi. Ai chốt xanh đen 200 thì lên nhanh giúp em. Xanh đen 200, 2 mét vải, đẹp chưa? Trời ơi, hàng này mà không phải là hàng còn vài cái thì không có cái giá 200 em nói thiệt nha. Không có cái giá 200 cho mấy chị đâu. Màu xanh đen này nó đẹp tuyệt vời mấy chị ơi. Đẹp cực kỳ luôn, để cho mấy chị 200, 2 mét suy ra 1 mét vải của mấy chị có nhiêu, có 100 nghìn đồng nha. Mà hàng này là ren mềm nhũn tay luôn nha, chứ không phải là ren cứng đâu nha mấy chị ơi. Coi ren nè, mềm lắm nha. Rồi ai chốt xanh đen chốt giúp em 200. Xanh đen 200 nha mấy tình yêu ơi. Đẹp quá. Trời ơi nhìn cái họa tiết kìa mấy chị ơi. Xuất sắc, chia sẻ livestream đi. Mấy chị săn giờ trưa này mình săn còn kịp nha. Để tối nha. Đó mấy chị hay xem lại livestream mà mình coi. Dành không lại đâu, em nói thiệt cái xanh đen này nó đẹp lắm. 200 thôi nha. Rồi ok nha mấy chị ơi. Nhanh chóng mình chốt đơn giúp em nha. Em chào tất cả các chị đang xem nha. Chị Bích Thủy ơi, cho em xin số điện thoại nha tình yêu nha. Chị Bích Thủy còn đó ông ta, em cho em xin số điện thoại đi. Ôi đẹp quá. Đây đen nha mấy chị ơi, đen xanh nha. Đen xanh đẹp chưa? Trời ơi họa tiết à. Xuất sắc, để cho mấy chị nhiêu ạ? 220 thôi. Ai lấy chốt giúp em cái đen xanh này, em để cho mấy chị 220, 2 mét vải nha. 220, 2 mét vải nha. Hàng này hàng khúc bên em nha. Còn có vài cái chị Bích Thủy còn ở đó thì chốt cái, cho em xin số điện thoại nha, để em lên đơn nha. Không là cái màu đen đó rất là hiếm luôn, nó thiệt nha, em đang tìm kiếm cho chị đó. Rồi đây lên giúp em cái màu đen xanh này, em để cho mấy chị 220.000 đồng 2 mét vải thôi. Riêng cái màu này nha mấy chị ơi, cắt ra là lấy hết luôn, được chưa? Nhìn cho em cái chất ren nè. Trời ơi nó mềm đã lắm nha, dày dặn cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Theo chị tiêm tuyến luôn cho em nè. Cái này mấy chị về mình may áo, may đầm, may áo dài thoải mái cho 2 mét vải giúp em nha mấy tình yêu nha. Đó chị Bích Thủy ơi, chị lấy mà chị cho em xin thông tin nha. Chị còn ở đó không ta? Còn đó cho em xin số điện thoại một cái nha. Rồi ai chốt cái này em để cho mấy chị 222 mét vải, được chưa? Về may áo dài, may đầm gì thoải mái cho em nha. Đó rất là đẹp luôn nha mấy tình yêu ơi. Khách cũ, khách cũ ngày 1 tháng 4 giao hàng cho chị được không? Dạ chị cho em xin lại số điện thoại đi. 22. Dạ thì chị có cho em số điện thoại kèm theo cái lời này đi em, em để cho chị nè. Rồi đây ok nha mấy chị ơi, ai lấy cái màu đó chốt giúp em nha. Đen xanh đó em để 220 thôi. Rồi em lên cho mấy chị siêu phẩm khác nha. Đen cam nha mấy chị ơi. Đó, ai lấy đen cam thì chốt giúp em đây. Đen cam, đẹp chưa? Đen cam rất là đẹp luôn nha. Trời ơi, cái mẫu này đợt đó bán không kịp tay luôn. Đợt này em về lại cho mấy chị nè. Đợt đó cái đen cam này mấy chị nhớ không ạ? À? Ai là khách mua rồi, chốt không kịp với mấy chị luôn. Em nói thiệt, cái đen này nè, mấy bữa chốt ào ào luôn không kịp. Bây giờ về hàng cho mấy chị nè. Mà để cho mấy chị giá 220 là giá sale luôn đó. Tại vì cái hồi nãy đang để 220 luôn. Rồi, đen cam 220.000 đồng, quá đẹp luôn. Chất liệu này là ren dày dặn luôn cho em nha mấy tình yêu nha. Ren dày dặn luôn cho mấy em nè. Cầm rất là thích tay luôn. Rồi ai lấy đen cam chốt đen cam giúp em nha mấy tình yêu nha. Chị Bích Thủy cho em xin số điện thoại lại đi. Em biết khách cũ nhưng mà em hiện tại em mất cái thông tin đó, chị thông cảm giúp em nha. Rồi đây đen cam nha mấy tình yêu nha. Đen cam giá bao nhiêu à? 220.000 đồng 2 mét vải. Riêng cái màu này là mấy chị xem livestream trước thấy không à? Chốt không kịp luôn, chốt không kịp với khách bên em luôn, được chưa? Nhưng mà ngày hôm nay về lại vẫn để cho mấy chị giá sale là 220 thôi. Ai chốt đen cam lên đen cam giúp em, đẹp quá. Mai nè mấy chị ơi, đẹp xuất sắc luôn. Mấy chị nào vô sau mấy chị chia sẻ giúp em nè. Ok chị Bích Thủy nè. Rồi rồi nha mấy tình yêu ơi, màu đen cam quá đẹp luôn, thấy chưa? Màu đen cam đẹp quá, xuất sắc quá. Rồi em chuẩn bị qua luôn cho mấy chị nha. Có lên cái gì cho chị Dương Hiệp coi không anh? Rồi chị, rồi em qua cho mấy chị nha. Rồi em còn vài cái tím này nha mấy chị ha. Đây
Em còn vài cái tím này cho mấy chị share livestream ra giúp em đi mấy tình yêu ơi. Share livestream ra nào. Đó, share livestream ra nào. Rồi, em còn vài cái tím này cho mấy chị nha. Đó, em còn vài cái tím này để cho mấy chị 180.000 đồng nha. Vài cái tím này để cho mấy chị 180.000 đồng cho chị nào có share livestream tăng tương tác giúp em nha. Rồi, em chào tất cả mấy chị nha. Ai lấy tím comment tím này giúp em đi, em còn có vài cái à nha. Đó, 180.000 đồng tím nè, chỉ thêu nè, đẹp chưa? Tím 182m luôn giúp em nè. Lên mấy cái hàng này là mấy chị phải nhanh chóng mình chốt đơn nha mấy chị ơi. Tím 180.000 đồng nè. Cho chị xem màu vàng giới hoàng hằng. Rồi, đợi em một xíu nha tình yêu nha. Đợi em một xíu nha. Đây. Rồi, tím 180.000 đồng. Em xong cái này em lên cho chị xem nha. Tím 180.000 đồng nha. Rồi. Tím 180.000 đồng. Hello, xin chào mấy chị. Chị có chị Dương Hiệp nè, nói là có cái bông hồng màu vàng hôm qua còn dưới đất 400 không, chị mua vài cái. Rồi đây nha mấy chị ha. Ai chốt tím này 180 thì chốt giúp em nha mấy chị nha. Ai chốt tím này thì mấy chị chốt giúp em được chưa? Quá đẹp luôn. Được chưa? Tím 180.000 đồng. Hello, xin chào mấy chị nha. Mấy chị ơi, nhanh chóng mình vào trong livestream này mình chốt đơn nha mấy chị nha. Đó, share livestream này ra đi ngày hôm nay. Đen 250. Đen 250, đen cam hả chị Bích Thủy ơi? Đen 250 là đen cam đúng không chị yêu nha? Đen cam thì ok giúp em nha. Rồi, tím 180.000 đồng mấy chị ơi. Tím 180 quá đẹp luôn nè. Rồi, em lên màu vàng cho mấy chị nha. Đây, em lên màu vàng cho mấy chị yêu nha. Đẹp chưa? Hồi nãy giờ ai đòi lên màu vàng đâu à. Share livestream này lên đi. Trời ơi, tụt mắt like quá trời luôn. 30 chị ơi. Share livestream này lên giúp em đi nha mấy chị ơi. Hàng đẹp còn nhiều ở phía sau lắm mà mấy chị đâu hết rồi. Nha, màu vàng luôn giúp em nè. Vàng bông nè, 3D. Quá đẹp luôn. Rồi, lên luôn. Rồi, em để cho mấy chị cái màu vàng này. Hồi nãy yêu cầu màu vàng, em lên màu vàng. Đó, màu vàng này em để cho mấy chị giá bao nhiêu ạ? 380.000 đồng, 2 mét vải. Hàng màu vàng này là bông 3D. Chỉ tiêm tuyến nha, nổi cho em luôn nè. Giá 380.000 đồng cho chị nào có chia sẻ cái livestream này. Được chưa? Nhanh chóng mình chốt đơn giúp em cái màu vàng này nha mấy chị nha. Rồi, ôi đẹp. Màu vàng này quá đẹp luôn nha mấy chị ơi. Rồi, tăng mắt like lên cho em, share lấy cái livestream này lên. Ai yêu cầu màu vàng thì nhanh chóng mình vô đem đây mình xem nè. Riêng cái màu vàng này là cái màu bán chạy do bên em. Được chưa? Màu vàng này là bán chạy cực kỳ của bên em luôn nha mấy chị ơi. Chứ không phải là cái màu này là bán yếu đâu nha. Màu này bán cực kỳ chạy luôn. Chỉ cần ra là khách tới là thấy là hút màu vàng trước tiên rồi nha. Màu vàng này may lên sao áo dài, áo đầm, đầm tiệc gì cũng đẹp luôn. Đính ngọc cho em luôn. Rồi, màu vàng 380.000 đồng trên livestream này. Chốt giúp em nha mấy tình yêu nha. Hello mấy chị nha. Rồi. Trời ơi, tụt mắt like quá trời luôn mấy chị ơi. Chia sẻ cái livestream này giúp em đi. Chia sẻ livestream đi, hàng đẹp quá mà chỉ có 380.000 đồng thôi. Được chưa? Chốt giúp em đi mấy tình yêu ơi, đẹp lắm. Rồi, cái này nha mấy chị ơi. Màu này, màu sen nha mấy chị ơi. Còn có mẫu này là mẫu mới hôm qua, cắt qua cắt hết rồi. Còn có đen kem chị mới lấy. Rồi ok, hồi nãy em để là chị Bích Thủy chị lấy cái đen cam 250 đúng không? Ok chị yêu nè. Đây. Qua cho mấy chị cái này màu sen nha. Sen này em chỉ còn 2 cái để cho mấy chị là 300.000 đồng nha. Sen này còn có 2 cái để cho mấy chị giá 300.000 đồng một cái. Nha, 300.000 đồng một cái, quá đẹp. Sen này cái họa tiết mới hoàn toàn bên em nha. Hôm qua là về bên đây hơn ngày hôm nay sale cho mấy chị luôn nè. Còn có 2 cái nên tặng cho mấy chị luôn. Tặng cho mấy chị với giá 300.000 đồng cho chị nào có chia sẻ thôi. Được chưa? Sen 300.000 lên giúp em. Đẹp chưa? Trời ơi, bông thêu nè. Bông thêu hồng nè, bông thêu vàng giúp em nè. Quá đẹp luôn. Rồi nha mấy chị ha, nhanh chóng mình chốt đơn giúp em nha mấy chị nha. Đó, bông màu sen. Ai lấy sen chốt đơn giúp em để 300.000 đồng. Màu vàng cho chị Nguyễn Kim nè. Ok chị yêu nè. Rồi, ai chốt đơn giúp em cái màu sen này đi, em để cho mấy chị 300.000 thôi. Sen em để cho mấy chị 300.000 đồng 2 mét vải. Nội cái bông bên em thêu ra thôi nha. Đó, thấy chưa? Cũng tại cắt tại cửa hàng cũng đã 600.000 đồng 2 mét rồi mà ngày hôm nay sale nửa giá cho mấy chị nha. 300.000 đồng 2 mét vải cho chị nào có share cái livestream này ra giúp em. Nhanh chóng share cái livestream này ra càng nhiều càng tốt giúp em nha mấy tình yêu nha. Share livestream chốt đơn nè. Rồi,
Em chào tất cả mấy chị đang xem nha. Mấy chị ơi, mấy chị cố gắng mình share càng nhiều, mấy chị mua càng với giá hời đó, em nói thật nha. Rồi, em chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, chia sẻ cái live stream này lên giúp em được chưa? Chia sẻ càng nhiều thì bên em càng tặng cho mình những cái... Trời ơi. Rồi, cái này em có một cái cho chị nào nhanh chóng thôi. Màu đô ha. Rồi, em có một cái cho chị nào. Đen cam chị. Đen cam chị không lấy hả? Chị Bích Thủy, đen cam chị không lấy. Hồi nãy chị chốt cái màu đen gì, đen 250 đó. Bông sen cho Mai Thị Công Uẩn. Rồi nha, bông sen cho Mai Thị Công Uẩn. Rồi em còn một cái này. Vậy chị Bích Thủy, hồi nãy chị lấy cái nào, chị comment lại giùm em đi. Đây nha, em lên cho mấy chị cái này nha. Em lên cho mấy chị cái này đô. Em còn có 1 cái nha mấy chị ơi nha. Đó, quá đẹp. Cái này nhiêu đây? Rồi cái này nha mấy chị ơi, còn có 1 cái 300, em để cho mấy chị còn 280 thôi nha. Đẹp chưa? Rồi ai lấy đô chốt lẹ đô giúp em nha. Đô 280 nha mấy tình yêu nha. Đô 280 nha. Đô 280 nha mấy chị nha. Đó, đẹp chưa? Đô 280 nha mấy chị nha. Để em hỏi chị Bích Thủy lại, chị á kêu đen cam không lấy. Dạ rồi. Đây nha. Đó, màu đô này nha mấy chị ơi. Đô này em lên cho mấy chị giá 280 thôi nha. Còn có 1 cái à, ai chốt đô lấy đô giúp em nha. Share livestream này lên giúp em đi mấy tình yêu ơi. Đô 280.000 đồng. Ai lấy đô chốt đô này giúp em nha. Rồi, hello, xin chào mấy chị nha. Mấy chị ơi, nhanh chóng mình vào trong đây mình chốt đô đi. Ai lấy đô chốt đô 280.000 đồng thôi. 350 mà bên em để cho mấy chị 280 thôi, để còn có 1 cái à. Cái này cắt tại cửa hàng là cũng 600 đến 700 rồi đó nha. Đô em còn có 1 cái nha mấy tình yêu nha. Rồi, em chuẩn bị em qua màu khác cho mấy tình yêu nha. Mấy chị ơi, cứ việc vô trong đây mình share livestream đi. Hàng còn nhiều lắm mà em đợi mấy chị share livestream đó. Cái đô đó ai lấy thì chốt giúp em nha. Rồi, tím nha mấy chị nha. Tím này nha, cho những chị nào có chia sẻ nha mấy chị nha. 700 nhưng mà hiện tại tính cho mấy chị là 300 thôi. 300 thôi để mấy chị lấy tương tác lại giúp em á. Ngày hôm nay mấy chị thấy không à, tương tác cực kỳ yếu luôn nha. Đó, tương tác cực kỳ yếu luôn, được chưa? Tím em để cho mấy chị 300 thôi. Chị nào nhanh chóng chốt tím 300 giúp em nha. Chốt tím 300 giúp em thôi, được chưa? 700 mà em để cho mấy chị 300 thôi để lấy tương tác lại đó. Đây, tím nha mấy chị ơi, đẹp chưa? Bông nè. Rồi, ai chốt tím lấy tím giúp em nha mấy tình yêu ơi. Rồi, em chào tất cả mọi người, chào chị Giang Sơn nè. Đó, mấy chị thấy hôm nay tương tác yếu không ạ? Nhưng mà còn cái tím này 700 để cho mấy chị 300, 2 mét vải đó. Ai mà mình nhìn vải là mình biết liền nha. Ai mà nhìn vải ren của bên em là thích liền luôn á chị ơi. Hàng cao cấp của bên em mà. Đó. Tím quá đẹp, quá sang luôn nè mấy tình yêu ơi. Lên tím giúp em nha. Tím 300, được chưa? Tím 300 chốt đơn giúp em nhanh gọn lẹ. Tím 300 này mấy tình yêu, đẹp chưa? Cái màu tím này là mẫu mới về của bên em nha. Mẫu mới, bông mới, mấy chị nhìn đi à. Chưa có lên nhiều đâu, được chưa? Ngày hôm nay để cho mấy chị giá 300 để mấy chị sao chia sẻ tăng tương tác cho bên em, được chưa? Chia sẻ tăng tương tác cho bên em giúp em nha. Đẹp quá trời đẹp luôn nè mấy tình yêu ơi. Quá đẹp, quá sang luôn nè. Rồi, ai lấy tím chốt tím giúp em nha. Em qua cho mấy chị một cái mẫu khác nha. Em chào tất cả mấy chị đang xem. Mấy chị ơi, mấy chị đâu hết rồi? Chia sẻ cái live stream này ra đi. Cái màu tím đó nó xuất sắc lắm nha mấy tình yêu nha. Rồi, em có cái mẫu này, được chưa? Rồi, em còn có một khúc này thôi. Thì ở... Có phải lẽ... Dạ đúng rồi, cái này mình may áo kiểu. Chị may áo kiểu, may áo dài, may đầm gì cũng được nha chị Giang Sơn. Rồi, đây, cái này em còn 2m8. Tính cho mấy chị 400 luôn. Cho chị nào comment giúp em đen rêu nha. Đó, đen rêu nha mấy chị ơi. Còn lại 2m8 tính gọn lẹ cho mấy chị 400. Ai chốt nhanh chóng chốt giúp em nha. Đen rêu 400 nè. 2m8 lận nha, tính 400 là biết là bên em lỗ chịu lỗ luôn cho mấy chị đó. Rồi ai lấy đen rêu này chốt giúp em đen rêu 400. Đen rêu 400, 2m8. Còn 2m8 nên cắt ra luôn. Tại vì giờ mình cắt ra nó thiếu trước hụt sau, tụi em không cắt ra được nên để cho chị nào nhanh gọn lẹ luôn á. Đó, thường để 2m400 mà bây giờ cho mấy chị luôn là 2m8 400. Đen rêu này chốt giúp em nha. Thường để mấy chị 2m400. Đó, thường để cho mấy chị là 2m là 400 mà bây giờ để cho mấy chị 2m8 400 này luôn nè. Comment giúp em nha, đen rêu. Đen rêu 2m8 400. Rồi, ai chốt thì nhanh chóng mình lên đơn giúp em nha. Quá đẹp, quá sang nha mấy chị ơi. Đen rêu 2m8 400.
Em chuẩn bị chốt đơn cho mấy chị nha. Ai lấy ok giúp em nè. Cái màu này xuất sắc lắm nha. Đính hạt giúp em nè. Theo ren nè. Đó. Đen rêu 2m8 400. Thông thường là 2m là bên em tính 400 rồi. Mà cái này bên em tính cho mấy chị luôn 2m8 mà có 400 thôi. Về mình dư ra mình may thêm áo nhỏ nè. Mình may thêm áo mình mặc nè. Cũng được luôn. Một khúc này bên em để cho mấy chị là 400. Cho chị nào có chia sẻ livestream, không có chia sẻ livestream thì mấy chị không lấy được đâu nha. Rồi, chốt cho em đen rêu 400. Em chuẩn bị qua, đẹp quá em ơi. Lấy một cái về đi chị yêu ơi. Chị Lan Phan ơi, cái đen rêu này 2m8 lận á. Mấy chị nào mà mình ngày hôm nay chắc chưa á, nên mấy chị ít biết. Nhưng mà biết là mấy chị mua cái đó liền. Được chưa, 2m8 mà 400. Rồi mấy chị ơi, chốt đơn giúp em à. Tắt lên lại thôi. Tắt lên lại được. Cái này chưa phải dây nó.